chào các bạn các bạn đang nghe bộ truyện linh cảnh hành giả của tác giả mại báo tiểu lan quân bộ truyện được chuyển thể phun trọn bộ thành truyện audio trên kênh youtube 4 truyện đêm phi audio trong quá trình dịch thuật và chuyển đổi đôi khi vẫn có một số lỗi nho nhỏ nên các bạn chú ý trước khi nghe nhé nếu thấy hay các bạn hãy cho mình xin 3 giây để nhấn like share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé xin cảm ơn hắn đột nhiên biến sắc không đúng nếu nói cho công hội thợ săn mình có hai khối chìa khóa catherine nhất định sẽ lấy đi một cái bằng không bọn họ chính là kẻ ngốc chìa khóa sẽ hấp dẫn lẫn nhau bọn họ chỉ cần lấy được một khối ba khối khác liền nguy hiểm nhưng không giao chìa khóa cho công hội thợ săn mình liền không thể cài vào bên trong không thể đạt được tình báo của kẻ địch không thể quét sạch đại lão trà trộn ở trong tổ chức hợp pháp trương nguyên thanh nhíu mày khó xử nếu không hỏi ý kiến lão đại một chút a à, không thể quá ỷ lại đối với hắn, hơn nữa cũng không khó, mình nghĩ được biện pháp rồi. Biện pháp của Trương Nguyên Thanh chính là, tận khả năng ở trong kỳ hạn 15 ngày, tập hợp đủ 3 khối, thậm chí 4 khối chìa khóa, sau đó mở ra bảo tàng giáo đình, dọn sạch trước rồi nói sau. Đương nhiên, cái này quá lý tưởng hóa, tốt nhất là tập hợp đủ 3 khối chìa khóa, lại cho ra một khối, một khối cuối cùng, cùng nhau tìm với công hội thợ săn. Như vậy, công hội thợ săn vĩnh viễn không tập hợp đủ chìa khóa, trong lúc đó Trương Nguyên Thanh làm rất nhiều việc, nói không chừng có thể mò ra không ít kẻ xa ngã ẩn núp ở tổ chức hợp pháp. Bây giờ mới trôi qua một ngày, thời gian còn sớm, ngủ trước, ngày mai tổ chức tụ hội online của người chết trở về, xem lại chút cuộc đời của Hoác Chính Khôi. Trương Nguyên Thanh đắp chăn, ngủ say. Sáng sớm hôm sau, Trương Nguyên Thanh rời giường rửa mặt, sau khi cùng Annie ăn xong bữa sáng, kéo hành lý tiến cô xuống lầu. Một chiếc xe MPV màu đen đã chờ ở ngoài nhà. Nhìn theo Annie ngồi xe rời đi, Trương Nguyên Thanh quay về lầu 4, rất nhanh nghe được tiếng chuông cửa. Ngoài cửa là thiếu nữ nhà bên Tào Thiến Tú Thanh lệ cao gầy, nghiêm túc đoan chính. Tiểu tổ chúng ta hôm nay có một hành động, anh muốn tham gia không? Tào Thiến Tú ngầm có ý chờ mong nói, chính là tổ chức tinh không khế ước kia, gần đây lại ở khu vực phố người Hoa Tổ 6 quản lý, còn có trường học chúng tôi phát tán thuốc phiện, chúng tôi đã liên hợp tiểu đội hành động của thiên phạt, lần này cần chơi thật rồi. Nói xong, cô mới ý thức được Trương Thanh Dương không biết tinh không khí ước, vội giải thích. Chính là tên lái xe ngày đó đá tàu siêu, bọn họ là thành viên ngoại vi của tinh không khí ước, một đám lưu manh vườn trường. chương 2250, hậu thủ của Hoác Chính Khôi một Là xã hội đen do linh cảnh hành giả xây dựng sao? Trương Nguyên Thanh hỏi, đúng, tổ chức này chẳng những buôn bán thuốc phiện, còn làm ăn ra thịt, mặt khác, bọn họ còn là kẻ theo chủ nghĩa chủng tộc, Mọi người đều là kẻ theo chủ nghĩa chủng tộc, đại ca không nói nghỉ ca." Trương Nguyên Thanh nói, "Nói như thế nào?" Tào thiến Tu oán hận nói, "Lão đại của Tinh Không Khế Ước rất thù ghét chúng ta, ở phố người Hoa bán thuốc phiện, cho vay nặng lãi, mở sòng bạc, bắt phụ nữ không trả nổi tiền bán mình, nếu là đàn ông, liền bắt ép phụ nữ trong nhà bọn họ bán mình trả nợ. Chẳng qua Tinh Không Khế Ước không có thánh giả, sở dĩ có thể sống đến bây giờ, là bởi vì lão đại của bọn họ có quan hệ ở trong Thiên Phạt chẳng qua lần này thiên phạt muốn quét sạch sâu mọt bên trong tổ chức, chơi thật rồi. Trương Nguyên Thanh lại hỏi thêm mấy vấn đề, sau đó ở trong ánh mắt chờ mong của Tào Thiến Tú từ chối cô. Sắc mặt của thiếu nữ nhà bên nháy mắt suy sụp xuống, dầu dĩ không vui rời đi. Không muốn đi vì sao còn phải hỏi nhiều như vậy. 10 giờ 30 sáng, Trương Nguyên Thanh ngồi xe taxi tới tiểu khu biệt thự liền kề phố người Hoa, ấn chuông cửa nhà đặng kinh quốc. Kế tiếp, hắn sẽ lấy khóa mục tiêu thông thiên giáo chủ, phát hiện hắn đang tìm cái gì làm lý do, từ chỗ đặng kinh quốc lửa lấy tình báo về hoác chính khôi nhiều hơn, riêng tư hơn. Tiếng chuông vang một lát, người hầu gái chậm chạp đi đến. Ông chủ đang gặp khách, người hầu gái giải thích một câu, dẫn hắn đi vào. Tiến vào phòng khách, Trương Nguyên Thanh liếc một cái liền thấy đặng kinh quốc ở khu tiếp khách tiếp đãi khách nhân, vị khách kia tuổi chừng 30, mặc áo khoác lông trồn màu đen, ngũ quan rất anh Tuấn. dáng người khỏe mạnh nhưng không khôi ngô, Đường nét cơ bắp mượt mà khiến hắn nhìn qua tựa như một con báo mạnh mẽ. Khí chất khó mà nói, thoạt nhìn, công chính nghiêm túc, lại nhìn kỹ, sẽ phát hiện gã này khóe miệng cong lên, mắt hơi cong, lộ ra một sự bất cần đời. Thấy Trương Nguyên thanh tiến vào, vị khách kia liếc mắt đánh giá, cũng theo bản năng nhếch khóe miệng. Đặng Kinh Quốc chủ động chào hỏi, "Cậu tới vừa lúc, vị khách này tự xưng là người thừa kế kỵ sĩ giáo đình, sáu đời đơn truyền, tới nơi này hỏi di vật giáo hoàng." Người thừa kế kỵ sĩ giáo đình còn sáu đời đơn truyền, một đám tóc vàng mắt xanh da trắng, sao truyền rồi truyền biến thành kẻ tóc đen da vàng. Trong lòng Trương Nguyên Thanh lẩm bẩm, không tin chút nào, trực tiếp đánh dấu sói cho tiểu tử này. Quá nửa là công hội thợ săn phái tới. Chào anh, tiêu giao kiếm tiên, Trương Nguyên Thanh bày ra sự lạnh lùng riêng của thám báo. Tiêu giao kiếm tiên, gã tự xưng kỵ sĩ sáu đời đơn truyền mắt sáng lên, chật chật nói, tên hay tên hay, chào anh, ID linh cảnh của tôi, địch thái. Trạch thái, vừa chạch vừa thái vừa du rú ở nhà vừa gạt sao trương nguyên thanh vừa ở trong lòng lẩm bẩm vừa cảm ứng cảm xúc của đối phương trong lòng hắn ồ một tiếng trong cảm xúc của vị đơn truyền kỵ sĩ này không có đối địch cùng tham lam cũng không có sát khí cái này không phù hợp tâm tính một tên gián điệp mưu đoạt di vật giáo hoàng ngạo mạn tự tin không kiên nhẫn tâm tình không tốt gì còn có một tia hâm mộ ặc à, sẽ không thật sự hâm mộ ai đi linh cảnh của mình chứ đi nếu muốn, 998 đồng bán tài khoản cho ngươi nè." Trương Nguyên thanh tạm thời thu hồi địch ý đối với người này, thử nói, "Kỵ sĩ đơn truyền, di vật giáo hoàng vừa mất trộm, anh liền tìm tới nơi này, nếu không phải thuật quan sát khiến tôi nhìn ra anh chưa nói dối, hành động của các hạ thật sự làm người ta hoài nghi." Tiếp theo, hắn nhìn về phía Lôi Pháp sư Đặng Kinh Quốc, nói, "Minh chủ, tôi đề nghị ở lại bên cạnh nghe, không ai có thể nói dối ở trước mặt tôi." Đặng Kinh Quốc khẽ gật đầu, tôi cũng là ý tứ này rất hiển nhiên hắn cũng không tin được kẻ gọi là kỵ sĩ đơn truyền đột nhiên đến gặp cũng đề cập di vật giáo hoàng này đợi sau khi trương nguyên thanh vào ngồi đặng kinh quốc nhìn về phía kỵ sĩ áo da trồn nói ngài địch thái vị này là thành viên liên minh phản hắc bạch chúng tôi kiếm khách tôi nể trọng kế tiếp hắn sẽ toàn bộ hành trình đại biểu tôi nói chuyện với ngài kiếm khách địch thái lười biếng tựa vào sofa đánh giá trương nguyên thanh cười nói kiếm khách đại khu thứ nhất số lượng không nhiều kiếm khách trong tổ chức dân gian càng ít, anh là thiên phạt xếp vào hay là người thế gia thám báo phó gia. Giọng điệu, tư thái cùng vẻ mặt của hắn đều lộ ra một sự tự tin ta là đại lão, cho dù ở trường hợp có chúa tể cũng không có chút câu nệ. Tư thái này sẽ không là chúa tể chứ? Trong lòng Trương Nguyên Thanh có chút nói thầm, chẳng qua, mặc dù đối phương là chúa tể, hắn cũng có thể thông qua cảm xúc biến hóa để cảm ứng nội tâm chân thật của đối phương, vì kỵ sĩ đơn truyền này sẽ không ngờ được kiếm khách trước mắt thật ra là một vị huyễn thuật sư, để phòng thuật quan sát như thế nào nữa cũng là phí công. chương 2251, hậu thủ của Hoác Chính Khôi 2. Tôi là ai không quan trọng, ngài là ai rất quan trọng. Trương Nguyên Thanh nói, ngài địch thái, ngài muốn chứng minh thân phận mình như thế nào. Biện pháp ngăn chặn nói dối có rất nhiều, thuật quan sát của kiếm khách theo tôi thấy quá mức chủ quan, hơn nữa dễ dàng bị cao thủ khắc chế, xa xa không đơn giản hữu hiệu bằng chế định quy tắc địch thái nắm lên quả táo trên mâm đựng trái cây không nhẹ không nặng vỗ bàn trà tôi đề nghị mọi người chơi một hồi sự thật hay thách thức ai nói dối người đó sẽ chết theo quả táo vỗ lên bàn trà lay động một vòng vầng sáng màu đồng thau khuếch tán đảo qua phòng khách trương nguyên thanh và đặng kinh quốc cảm giác được rõ ràng trong cõi hư vô có lực lượng vô hình khóa cho tâm linh thay đổi nhận thức nói dối lập tức biến thành tội nặng tài trời có thể so với giết người sức trói buộc rất mạnh đơn giản chế định quy tắc cho mình cảm giác đã nghiền ép kỵ sĩ cấp 6 Nasusa của Thiên phạt, đây là một vị kỵ sĩ cấp chúa tể nha, gấu trúc trong gấu trúc. Trong lòng Trương Nguyên Thanh dùng mình, đặng kinh quốc thì mặt không biểu cảm, khẽ gật đầu. Tôi tin tưởng cậu là kỵ sĩ rồi, sau khi lộ một chiêu đơn giản, địch thái thở dài. Tôi quả thật là người thừa kế kỵ sĩ giáo đình, các người đều biết giáo đình chứ, nếu không biết tôi giảng giải sau một chút. Kỵ sĩ đoàn là lực lượng cường đại nhất của giáo đình, do một đám nghề nghiệp kỵ sĩ không sợ cái chết tạo thành. Bọn họ cường đại mà không sợ hãi, nơi đi qua, tà ác cùng kẻ địch đều sẽ hóa thành bột phấn, cánh quân này tổ hợp lại, ngay cả giáo hoàng cũng chỉ có thể tránh lui. Nhưng hơn một thế kỷ trước, giáo đình bị diệt ở trong dung chuyển đáng sợ, chỉ có một vị kỵ sĩ cường đại may mắn sống sót, vị kỵ sĩ kia mai danh ẩn tích một đoạn thời gian, về sau liên lạc với Hoác Chính Khôi. Hắn từ chỗ Hoác Chính Khôi biết được giáo hoàng giao di vật cho người phương đông này, vì thế hai người thương lược, chia thánh bàn làm bốn khối, lấy hai loại phương thức phong ấn, trong đó hai khối chỉ làm phong ấn đơn giản, cảm ứng lẫn nhau. Hai khối khác thì lấy phương thức tinh diệu hơn phong ấn, do Hoắc Chính Khôi đến xử lý. Hai khối thánh bàn nó có thể cảm ứng lẫn nhau, do Hoắc Chính Khôi cùng sư tổ bảo quản, mỗi người một khối. Hai người ước định, cùng nhau trông coi, cùng nhau thủ hộ thánh bàn của giáo đình, sau nữa, hai bên tách ra, ước định 5 năm liên lạc một lần. Hoắc Chính Khôi tiếp tục làm đại lão xã hội đen của hắn, vị kỵ sĩ giáo đình kia thì thu một người ra vàng làm đệ tử dạy hắn chiến kỹ cùng thánh thuật của kỵ sĩ. Làm như vậy đại khái là vì che tầm nhìn của kẻ thù, tựa như sẽ không có ai ngờ được, giáo hoàng sẽ mang thánh bản quan trọng như vậy giao cho một người da vàng. Sau đó nữa sao, truyền thừa kỵ sĩ liền ù ù cả cạp biến thành chúng tôi rồi. Trương Nguyên Thanh Yên lặng nghe xong, hỏi, có chứng cứ gì có thể chứng minh những lời này anh nói? Nghe vậy, ngài kỵ sĩ mặc áo khoác da trồn màu đen, từ trong túi hàng hiệu bên người lấy ra hai món đồ, bày ở trên bàn trà một món là khối đồng hình quạt cùng một sấp giấy viết thư ố vàng còn người trương nguyên thanh hơi co lại chỉ cảm thấy trên trời rất xuống bánh nướng lại còn có loại chuyện tốt này địch thái mở ra những tờ giấy viết thư ố vàng kia nói việc này trên thư nói rất rõ ràng các người xem xong là rõ nói thật tôi đối với giáo đình không có lòng trung thành lại càng không muốn tham dự việc này tôi đại khái sẽ giống với sư phụ các sư tổ yên lặng thu đồ đệ truyền thừa tín vật nhưng không ngờ đêm qua khối đồng này bỗng nhiên giải trừ phong ấn phong ấn thánh bàn của hoác chính khôi và kỵ sĩ là một cái chỉnh thể một khối trong đó phong ấn giải trừ một khối khác cũng sẽ tiếp xúc cảnh báo lẫn nhau hắn thở dài vì thế tôi liền bị ép gánh vác nhiệm vụ sư thừa tìm tới cửa đặng kinh quốc cầm lấy giấy viết thư cẩn thận đọc hồi lâu sau hắn buông giấy viết thư xuống gật đầu nói không có vấn đề hoác chính khôi thế mà còn để lại một chiêu đây là lo lắng trong con cháu của mình xuất hiện kẻ bất hiếu, hoặc là bị tự do minh ước tìm được, cho nên mang một khối trong thánh bản giao cho kỵ sĩ bảo quản. So sánh với kỵ sĩ công chính, xác suất trong đời sau xuất hiện con cháu không nên thân lớn hơn nữa, chẳng qua con cháu lão Hoắc tạm được, chưa làm hắn thất vọng. Trương Nguyên thanh nhíu mày, anh làm sao biết Đặng Minh chủ là cháu nội Hoắc Chính Khôi? Ở trước khi di vật giáo hoàng mất đi, bí mật này ngay cả chính ông ấy cũng không biết đã nói hai bên ước định 5 năm liên lạc một lần, sau khi Hoắc Chính Khôi trở về linh cảnh, con tư sinh của lão Đặng Quốc Quang từng xin chúng tôi giúp đỡ, liên minh phản Hắc Bạch có thể thành lập, sư phụ của sư phụ tôi cũng từng bỏ sức. Kỵ sĩ nói, thẳng đến sau khi Đặng Quốc Quang chết, hai nhà mới mất liên lạc. Chương 2252, hậu thủ của Hoắc Chính Khôi 3. Nói như vậy, kỵ sĩ các người là bảo hiểm Hoắc Chính Khôi để lại, một khi khối thánh bàn này của Hoắc gia mất đi, kỵ sĩ liền sẽ ra tay truy hồi. Đặng Kinh Quốc trầm ngâm nói, di vật giáo hoàng mấy ngày hôm trước quả thật bị cướp đi, phụ thân tôi noi theo hoác chính khôi, giao di vật giáo hoàng cho con tư sinh, vài ngày trước, người con tư sinh kia bị tinh quan vệ linh, bất hạnh hy sinh. Chẳng qua chuyện này có khúc chiết khác, lập tức mang chuyện tinh quan giết chết cổ phi trương, lại ở nửa đường bị thông thiên giáo chủ chặn giết nói cho địch thái. Kỵ sĩ ra trồn nghe mà ngẩn ra, phức tạp như vậy sao? Ừm, như vậy xem ra, thông thiên giáo chủ kia đã đạt được thánh bàn, cũng thành công giải trừ phong ấn. Như vậy cũng tốt, thánh bàn sẽ cảm ứng lẫn nhau, tôi sẽ thử tìm ra hắn, đoạt lại thánh bàn. Mình mấy ngày tới đều sẽ không lấy nó ra, Trương Nguyên Thanh yên lặng nói. Đặng Kinh Quốc thì nhìn về phía kiếm khách đến từ phương Đông, nói với địch Thái. Thánh bàn chưa truyền thừa cho tôi, từ đáy lòng mà nói, tôi không muốn xen vào việc này, nhưng đã là sứ mệnh của gia tộc, tôi làm con cháu của Hoác Chính Khôi, nên góp sức. Ngay tại lúc Trương Nguyên Thanh cho rằng hắn muốn phát biểu một ít ngôn luận vĩ đại quang minh chính nghĩa, liền nghe Đặng Minh Chủ đổi giọng. Tôi đã cắt cử tiêu giao kiếm tiên truy tung thông thiên giáo chủ. Tiêu giao, kế tiếp cậu liền phụ trách phụ trợ địch thái, đoạt lại thánh bàn, khi cần thiết, tôi có thể ra tay. Đặng Minh Chủ một bộ dáng không muốn nhúng tay, cũng tốt, mình liền ẩn núp ở bên cạnh kỵ sĩ này, tìm cơ hội đoạt lấy thánh bàn. Trương Nguyên Thanh khẽ gật đầu, tôi sẽ cố hết sức. Hắn vốn muốn nói, nếu quá nguy hiểm, tôi muốn tăng thù lao, tốt xấu phải làm ra chút bộ dáng, nhưng nghĩ lại, câu này không cần phải nói, có thể âm thầm tìm đặng kinh quốc bàn bạc. Nói ra ngược lại quá mức làm ra vẻ, địch thái liếc nhìn Trương Nguyên Thanh, vẻ mặt không quá tình nguyện, một vị kiếm khách. Vừa lắc đầu vừa thất vọng, chật chật, anh đây là ý tứ gì? Trương Nguyên Thanh có chút muốn đánh người, rời khỏi biệt thự của đặng kinh quốc, Trương Nguyên Thanh cùng địch thái một trước một sau, dọc theo phố giải đi chậm chậm. Mình hôm nay là được nữ thần may mắn lật bài sao, khối thánh bản thứ ba tự rơi trước mặt mình rồi. Chẳng qua kỵ sĩ này xác suất đại khái là chúa tể, mạnh mẽ cướp đoạt rất khó, phải mời hội trưởng ra tay. Khối đồng trên người hắn chính là nước cờ đầu mình tiến vào công hội thợ săn. Trương Nguyên Thanh nhìn thái kỵ sĩ đi ở phía trước, chỉ cảm thấy đối phương tựa như một miếng thịt ba chỉ mê người. Đợi một chút, hắn nghĩ lại, kỵ sĩ này nếu không chết, nhất định sẽ đại náo New York. Một chúa tể đại náo New York, công hội thợ săn rất nhiều tai mắt, rất dễ dàng sẽ tìm hiểu được nguyên nhân địch thái làm ẩm ý. Đến lúc đó mình giải thích như thế nào từ trong tay một chúa tể cướp đi thánh bàn. Công hội thợ săn chỉ cần không ngốc, có thể đoán ra sau lưng mình có người nha. Giết kỵ sĩ sao? Kỵ sĩ là trận doanh hợp pháp, so với thám báo càng chính phái hơn, thịt người tốt không phải ước nguyện ban đầu của mình, hơn nữa loại gấu trúc trong gấu trúc này, thịt quá lãng phí, giữ lại hắn hữu dụng hơn. Trương Nguyên Thanh trong lúc nhất thời lâm vào khó xử lúc này địch thái đi ở phía trước bỗng nhiên xoay đầu lại khóe miệng nhếch lên tôi từ trên người anh cảm ứng được địch ý trong lòng trương nguyên thanh hơi chấn động thản nhiên nói tôi cũng từ trên người anh cảm ứng được địch ý hắn rất nhanh phản ứng lại kỵ sĩ không biết thuật quan sát cũng không có năng lực cảm ứng cảm xúc lại thêm lúc mình suy nghĩ theo thói quen kiềm chế cảm xúc đối phương không có khả năng cảm nhận được kẻ địch đây là đang chọc hắn dù sao kế tiếp chính là đồng bạn tôi người này độc lai like độc vãng quen rồi là không tín nhiệm đồng bạn Địch thái nhún nhún vai Sau đó nói Thông thiên giáo chủ kia hành tung bất định New York lớn như vậy Tìm người chính là biển rộng tìm kim Phiền toái, rất phiền toái Công ty tôi còn có cả đống việc phải xử lý Không muốn bị những chuyện vớ vẩn này cuốn lấy Tiêu giao kiếm tiên Tôi dứt khoát đưa thánh bản cho anh Anh thay tôi tìm người chứ Tôi cũng không biết anh có phải đang chọc tôi hay không Gã này vì sao địch ý đối với mình lớn như vậy Trương Nguyên Thanh đơn giản lạnh mặt không quan tâm hắn. Đi thêm một lúc, Trương Nguyên Thanh nhìn bóng lưng kỵ sĩ ra trồn một cái, chủ động bắt chuyện, nói. Anh có kế hoạch gì không? Kỵ sĩ ra trồn, a à, một tiếng, hỏi ngược lại, anh cảm thấy tôi nên có kế hoạch gì? Đặng Minh Chủ nói anh đang điều tra thông thiên giáo chủ, có manh mối gì? Đừng nói cho tôi thành quả gì cũng chưa có. mươi 2253, ám sát một. Gã này giọng điệu nói chuyện thật gợi đòn. Trương Nguyên Thanh hỏi, anh là chúa tể sao? Địch Thái nhìn nhìn hắn, cười nói tôi là bán thần. Anh nếu bán thần, tôi nạp đầu bái ngay tại chỗ. Trương Nguyên Thanh thản nhiên nói, thông thiên giáo chủ là thợ săn tiền thưởng, tiếp là nhiệm vụ án giết người liên hoàn ở phố Người Hoa, nói lên cấp bậc thợ săn của hắn không cao. Tô tiêu chút tiền, điều tra danh sách nhiệm vụ quá khứ của hắn, phát hiện người này ghét ác như thù, giết đều là tội phạm, thành viên xã hội đen. Như vậy ở dưới tình huống biết cấp bậc đại khái, hơn nữa tính cách của hắn, câu cá chấp pháp là phương thức hiệu suất cao nhất. Tôi ngày hôm qua ở công hội thợ săn treo thưởng một nhiệm vụ, nhiệm vụ săn giết chính tôi. Tôi mang mình miêu tả thành cuồng đồ gian dâm bắt cóc cướp của không chuyện ác nào không làm. Mắt địch thái sáng lên, nếu thông thiên giáo chủ nhìn thấy nhiệm vụ kia, xác suất đại khái sẽ tiếp, như vậy kế tiếp chỉ cần chờ hắn chui đầu vô lưới là được. Trương Nguyên Thanh cũng cười lên, thuận thế nói, cho nên, nếu anh là chúa tể, như vậy tốt nhất ở cùng một chỗ với tôi. Chẳng qua, đừng ôm hy vọng quá lớn, cũng có thể là thợ săn khác tiếp nhiệm vụ. Địch Thái nghiêng đầu, suy tư một lát, khuôn mặt anh Tuấn kia lại gợi lên nụ cười gợi đòn, chủ ý không tệ, vậy tôi liền làm vệ sĩ của anh ba ngày, trong vòng ba ngày không có manh mối, chúng ta liền mỗi người đi một ngả, tôi tự mình đi tìm. Vì thế hai người vừa đi vừa tán gẫu, xuyên qua sáu khu phố, đi tới tòa nhà gạch đỏ. Địch Thái ngẩng đầu, đánh giá kiến trúc sáu tầng, tặc lưỡi nói, anh ở trong loại nhà bình dân này sao, không quá phù hợp thân phận thánh giả nha. Tôi ở khách sạn quốc tế đảo Manhattan đặt phòng tổng thống, anh vẫn là theo tôi lăn lộn đi. Anh kinh doanh công ty, Trương Nguyên Thanh tò mò hỏi, tốt xấu cũng là đại lão giá trị con người chục tỷ đồng liên bang, về sau gọi tôi thái tổng. Kỵ sĩ đơn truyền cầm hết lên trời, Trương Nguyên Thanh không muốn nói lời thừa với hắn, phòng của tôi là 403, anh muốn ở hay không là tùy. Hắn trực tiếp lên lầu, vào thang máy về phòng, rót một chén nước, ngồi ở bên bàn ăn bắt đầu suy nghĩ. Hắn đã có mạch suy nghĩ đại khái, trước mang kỵ sĩ sáu đời đơn truyền lừa về trong nhà, sau đó để thông thiên giáo chủ tập kích, sau khi tập kích thất bại, lập tức tìm công hội thợ săn, nói cho bọn họ tung tích khối đồng. Kế tiếp để công hội thợ săn cùng chúa tể kỵ sĩ véo nhau, hắn ở bên cạnh đục nước béo cò. Như vậy, đã là có cái để ăn nói với công hội thợ săn, lại có thể giữ được khối đồng, hy vọng kỵ sĩ đơn truyền này có thể tích cực chút. Đương nhiên, nếu không tích cực, để công hội thợ săn lấy đi khối đồng, vậy tiêu giao kiếm khách cái thân phận này, liền có thể liên thủ kỵ sĩ chúa tể. Nghĩ đến đây, Trương Nguyên Thanh thấy kỵ sĩ đơn truyền còn chưa lên lầu, thầm nhủ sẽ không là thực đi rồi chứ. Vội vàng đi đến bên cửa sổ, đẩy ra cửa sổ quan sát con đường, thấy địch thái mặc áo khoác da trồn màu đen, đứng ở trước sạp ăn vặt ven đường, đang cầm một hộp đậu phụ thối ăn ngon lành. Tôi ăn xong lại lên, hắn vẫy vẫy tay, phong thái ở khách sạn lớn quốc tế đại của anh đâu phong thái giá trị con người chục tỷ của anh chính là ngồi xổm ven đường ăn đậu phụ thối. Khóe miệng Trương Nguyên Thanh giật giật, đóng lại cửa sổ. Xe MPV sáng bóng đỗ ở dưới căn nhà gạch đỏ, cô nương trẻ tuổi mặc váy ống công sở màu xám, sai sử ba người lao động hướng về căn nhà gạch đỏ khuân vác những cái thùng giấy lớn. Lầu 4, bà chủ nhà chặn ở cửa thang máy, cản người lao động, hai tay chống nạnh, phun nước miếng bay tứ tung. Các người muốn làm gì sao, cái gì cũng chuyển lên trên, trải qua tôi người chủ cho thuê nhà này đồng ý chưa đi xuống hết cho tôi cô gái trẻ tuổi mặc váy ống màu xám nói ông chủ của chúng tôi sẽ ở chỗ này vài ngày ngài là chủ cho thuê nhà phải không khách thuê của ngài đã cho phép hắn cho phép tôi chưa cho phép bà chủ nhà có lẽ là hôm nay chưa cãi nhau tính tình nóng nảy còn chưa phát tiết rốt cuộc bắt được cơ hội phòng của lão nương không phải loại người nào cũng có thể ở chưa trao đổi đã muốn ở đi ra ngoài đi ra ngoài nếu không đi ra ngoài xem tôi không đập nát chỗ đồng nát này của các người. Nói xong, nhấc lên một cái bọc nhỏ, muốn ném xuống đất. Cô nương trẻ tuổi không chút hoảng hốt, bình tĩnh nói. Cái hộp này là xì gà bản giới hạn ông chủ của chúng tôi siêu tầm, một hộp 100.000 đồng liên bang. Bà chủ nhà lấy thế xét đánh không kịp bưng tai buông bọc đồ xuống, giống như thứ này rất phỏng tay. Cô cùng cô nương trẻ tuổi nhìn nhau vài giây, dầm gì nói. Đều chờ cho tôi, nói xong, cô nóng nảy đập vang cửa phòng 403 chương 2254, ám sát 2. Trương Nguyên Thanh đang ở trong phòng ngủ video nói chuyện phiếm với chỉ sát cung chủ, vội vàng tắt máy, chạy đi cửa phòng xem tình huống. Thấy bao lớn bao nhỏ vật phẩm, cũng ngẩn ra, hắn mở mịt nhìn về phía cô nương trẻ tuổi mặc trang phục công sở màu xám, kinh nghi bất định nói. Đây là, hắn thầm nhủ mình chỉ là mời kỵ sĩ đơn truyền đến trong nhà ở vài ngày, không phải định cư nha, nệm, đồ dùng sinh hoạt, máy pha cà phê, khai trà, máy thêm hơi ẩm, đây là ý tứ gì bà chủ nhà ở bên oán giận nói tiểu trương à cậu đây là thế nào đưa người về nhà ở cũng không nói trước tôi có phải từng nói cho cậu khách trọ vào ở phải phỏng vấn hay không loại chuyện tiên trảm hậu tấu này tôi là tuyệt đối sẽ không đồng ý cái này trương nguyên thanh trầm giọng nói bà chủ nhà tôi nghe nói tú tú hôm trước thi mô phỏng toán học đạt tiêu chuẩn rồi bà chủ nhà nhất thời nghẹn lời thở dài một tiếng quy củ là chết người là sống tiểu trương à vì cháu, dì nguyện ý lui một bước. Hướng về cô nương trẻ tuổi hư một tiếng. Lúc chuyển đồ chú ý chút, đừng va hỏng gạch sàn hỏng đồ gia dụng kia của tôi. Lại quay đầu hóng hớt nói. Tiểu Trương, người bạn gái kia của cậu đâu? Về nhà dưỡng thai rồi. À, nói dẫn thôi, về nhà thăm người thân, tháng sau trở lại. Ô ô, trông kỹ bạn gái, buổi tối mỗi ngày gọi điện. Bà chủ nhà thiện ý nhắc nhở, dứt lời liền trở về phòng 401. Cô nương trẻ tuổi mặc trang phục công sở màu xám chủ động tiến lên, vươn bàn tay nhỏ bé trắng nõn, nói. Ngài chính là tiêu giao tiên sinh nhỉ, tôi là thư ký kiêm trợ lý của Thái Tổng, Linh. Tôi tên là Angela, Angela, trong thân thể cô có phải cất giấu một thanh kiếm hay không? Trương Nguyên Thanh đánh giá cô nương trước mắt, tuổi chừng 25, da trắng mặt xinh, mắt cong cong cùng hàng lông mày đáng yêu, khiến cô thoạt nhìn giống như em gái hàng xóm. Chỉ là đường chân tóc hơi cao, tiêu giao kiếm tiên, Trương Nguyên Thanh bắt tay cô, bé thư ký gật gật đầu, hướng ánh mắt về trong phòng, nói. Thái Tổng đâu, vừa ăn hai cân đậu phụ thối, nói muốn tắm rửa thay quần áo. Trương Nguyên Thanh liếc vật phẩm rực rỡ muôn màu một cái. Ở ba ngày mà thôi, các người đây là, Thái Tổng là người yêu cầu cực cao đối với hoàn cảnh, thoáng có chút không đủ, sẽ khó chịu ngủ không yên, hy vọng ngài tiêu giao lý giải. Bé thư ký không người nói, Trương Nguyên Thanh chỉ có thể nói các người tùy ý vì thế bé thư ký ai đi linh cảnh angela này bắt đầu chỉ huy công nhân thay nệm ga giường các vật dụng thường ngày phun thuốc khử khuẩn thêm máy pha cà phê gà tàn máy thêm hơi nước tủ lạnh nhỏ các thứ chờ mọi người bận rộn xong địch thái mới đủng đỉnh từ trong phòng đi ra mặc áo choàng tắm hoa lệ hai màu đen vàng để lộ hai cái chân đầy lông tôi tin tưởng anh là ông chủ lớn rồi bởi vì anh hận không thể mang giấy chùi đít cũng đổi thành lá vàng trương nguyên thanh trào phúng sắc bén trước mắt dùng xuống, xuống dưới nghe thư thanh âm tối toàn tốt nhất dùng lá áp tổng thể bốn đại giọng nói hợp thành động cơ siêu một trăm loại âm sắc lại ủng hộ cách tuyến đọc chậm đổi nguyên thần khí hoan dù caner óc đổi nguyên áp dùng xong rồi có thể thưởng cho anh địch thái nhún nhún vai sau đó nhìn về phía bé thư ký xì gà của tôi đến chưa châm một chút cũng châm cho tiểu kiếm khách chưa từng dùng giấy vệ sinh lá vàng này angela liếc hai người đấu võ mồm một cái yên lặng cắt xì gà châm lửa chờ sau khi ông chủ phun mây nhả mù cô xua công nhân đi nói có thể nói một chút với tôi tình huống sự việc không địch thái hút xì gà liền nói thẳng ra kế hoạch săn bắn thông thiên giáo chủ đoạt lại thánh bàn sau khi nghe xong bé thư ký nghiến răng nghiến lợi cười nói chuyện lớn như vậy ngài vì sao không thương lượng trước với tôi chứ kẻ địch diệt giáo đình là ai ngài chưa bao giờ quan tâm cũng không điều tra sau lưng thông thiên giáo chủ là ai ngài cũng không biết ngài năm trước vừa tấn thăng chúa tể là chúa tể không phải bán thần đâu Địch thái khoát tay, cái gì cũng điều tra rõ rồi, vậy có gì thú vị, cuộc đời chính là cần khiêu chiến cùng kích thích mà. Trên chán bé thư ký nổi gân xanh, một bộ dáng nghiến răng nghiến lợi, nhưng vẫn phải tiếp tục mỉm cười. Bất cần đời vui cười hồng trần như thế, gã này không phải bát tự cứng rắn, chính là thiên phú tuyệt luân, chúa tể cấp 7, tạm được. Trương Nguyên Thanh thầm nhủ, lúc này, Angela quay đầu nhìn hắn, lễ phép mỉm cười. Ngài mấy ngày nay có cảm giác bị người ta theo dõi không? Trương Nguyên Thanh lắc đầu, không có. Angela nghĩ một chút, nói, mấy ngày nay tôi sẽ 24 giờ theo dõi camera giám sát phụ cận khu phố, nếu có khác thường, tôi sẽ liên hệ anh. Về phần ông chủ của tôi, ngài cứ để hắn tùy ý đi. Hắn thích càn quấy, chơi bừa, ngài đừng để ý. Trương Nguyên Thanh nhìn, lộ ra nét đồng tình, tôi hiểu. Hắn tựa như biết nguyên nhân bé thư ký Đường chân tóc hơi cao rồi. Chương 2255, ám sát 3. Angela lại nói, có thể nói một chút với tôi tình hình cụ thể nhiệm vụ treo thưởng không? Trương Nguyên Thanh vừa rồi lúc mua đồ ăn vặt, đã hoàn thành tự đạo tự diễn, vẻ mặt không thay đổi nói. Lộ ra khu phố cụ thể, chưa lộ ra địa chỉ, kế tiếp tôi sẽ tận khả năng hoạt động ở bên ngoài, phương diện giám sát liền giao cho cô. Đuổi đi bé thư ký, địch thái thay áo khoác da trồn màu đen của hắn, đi đôi giày xa xỉ phẩm nào đó, bộ dáng muốn ra ngoài. Tôi mười mấy năm chưa tới phố người Hoa rồi, ra ngoài đi dạo chút hắn cười ha ha nói, không thể chạy trong nhà, nếu chạy trong nhà, anh còn lừa như thế nào? Trương Nguyên Thanh nghĩ chút, cảm thấy có lý, liền cùng kỵ sĩ đơn chuyển ra ngoài. Vài phút sau, trong tay địch thái cầm một xiên thịt dê, vừa ăn vừa cảm khái. Mười mấy năm rồi, nơi này giống như chưa hề thay đổi, không giống quốc gia chúng tôi, mười năm thay đổi một bộ dạng, mỗi ngày xây dựng cơ bản, một con đường sửa rồi lại sửa, in tiền soàn soạt, càng sửa lạm phát càng nhanh chóng mãnh liệt, chẳng qua tóm lại là lợi lớn hơn hại ô quên mất anh chỉ là thám báo không hiểu những thứ này là tôi đường đột tự phạt một xiên trương nguyên thanh cũng cảm khái nói thực khó có thể tin anh có thể sống đến lớn như vậy chưa bị người ta đánh chết địch thái gật gật đầu vì sống sót tôi là có cố gắng thăng cấp sáng sớm hôm sau trương nguyên thanh sớm tỉnh lại chưa thấy bóng lưng sáu đời đơn truyền liền lấy một lon coca vừa uống vừa xuống lầu ăn bữa sáng mới vừa đi ra khỏi cửa nhà vừa lúc gặp được Tào Thiến Tú đi học, vẻ mặt cô vui vẻ nói. Chúng tôi đã bắt được mấy thành viên ngoại vi của tinh không khế ước, từ trong mấy người kia tìm hiểu được một tình báo quan trọng, lần này nói không chừng có thể bắt được cá lớn. Sẽ có nguy hiểm hay không? Tào Thiến Tú khẽ lắc đầu, thiên phạt bên kia có thánh giả, yên tâm, Trương Nguyên thanh nghĩ một chút, ba mẹ người ta đều là linh cảnh hành giả, quả thật không cần hắn lo lắng, liền gật gật đầu. Cố lên, vào thang máy xuống dưới lầu, trên phố xá sầm uất, Hai người chuyển xác bắt giữ được bà chủ nhà lớn giọng cãi cọ. Mẹ tôi lại đang cãi nhau rồi." Tào thiến Tú bất đắc dĩ thở dài. Hai người theo tiếng nhìn lại, bà chủ nhà đang cãi nhau với một bà dì cùng lứa tuổi. Bà dì kia hiển nhiên không phải đối thủ, bị phun liên tiếp bại lui, tức giận đỏ mặt tía tai. Trương Nguyên Thanh từ trong đám người vây xem thấy Địch Thái mặc áo khoác lông chồn màu đen cũng ở trong đám người, gặm bánh bao thưởng thức bà chủ nhà khẩu chiến. Tạm dừng tạm dừng, Địch Thái bỗng nhiên lớn tiếng nói: "Các cô xin dừng khắc khẩu không có ý nghĩa. Hai bên nhất thời ngừng lại, gã này, cuối cùng đã làm việc kỵ sĩ nên làm. Trương Nguyên Thanh thầm nhủ, ngăn cản tranh chấp, duy trì bảo vệ trật tự, mới là việc một kỵ sĩ nên làm. Địch Thái lại giơ lên tay bà chủ nhà, lớn tiếng nói. Tôi tuyên bố, trận chiến đấu này, Dương Tú quyên nữ sĩ thắng. Trong hai ngày tiếp theo, Trương Nguyên Thanh và kỵ sĩ đơn truyền như hình với bóng, cùng ra cùng vào, chờ đợi thông thiên giáo chủ chui đầu vô lưới. Kỵ sĩ đơn truyền ngẫu nhiên sẽ hành động một mình, ví dụ như đi phố người hoa câu lan nghe khúc, xem bác gái nhảy múa quảng trường, lưu luyến ở giữa tiệm đồ nướng cùng tiệm hải sản. Có đôi khi cũng sẽ tham dự trong trận mắng nhau của bà chủ nhà, hắn sẽ say sưa nghe bà chủ nhà mắng chửi người, thấy thời cơ tương đối rồi, liền đứng ra lấy thân phận một kỵ sĩ công chính làm ra phán quyết. Phán bà chủ nhà thắng. Buổi tối hôm nay, một đêm cuối cùng, thời gian cũng sắp xỉ rồi, đợi lát nữa để phân thân đi vào giấc mộng tới giết mình sau đó mình nhân cơ hội thổ lộ khối đồng ở trên người kỵ sĩ đơn truyền, kế tiếp liền xem công hội thợ săn cùng kỵ sĩ véo nhau. Trương Nguyên thanh sách túi rác lên, lấy đổ rác làm lý do rời nhà, khi quay về, vụng trộm lấy ra gương Yata chế tạo phân thân, để hắn tiến vào dạ du, ẩn nấp ở trong hành lang, chờ đợi thời cơ. Tiết tiết, Trương Nguyên thanh nhập mật mã, trở lại phòng khách, địch thái lộ hai cái chân đầy lông ngồi ở trên sofa mềm của phòng khách, trong tay cầm điếu xì gà, không nhúc nhích trầm ngâm, hắn đã duy trì này tư thế vượt qua 2 giờ. Trương Nguyên Thanh giả dối ân cần thăm hỏi, anh đang nghĩ cái gì? Tôi tựa như đã đoán sai. Địch Thái buông xì gà xuống, sờ cầm, nói, tôi cho rằng anh là nghề nghiệp tà ác, hoặc là kẻ sang ngã. Trực giác của tôi trước nay rất chuẩn, ngày đầu tiên gặp anh, đã cảm thấy anh có vấn đề. Nhưng ba ngày qua tiếp xúc, tôi lại cảm thấy anh có thể là người tốt. Gặp quỷ, gã này rốt cuộc làm sao vậy? Vừa làm xong chuyện xấu Trương Nguyên Thanh không hiểu sao thấy chột dạ, nói. Cho nên anh bằng lòng ở tạm với tôi, không phải vì tìm thông thiên giáo chủ, mà là muốn quan sát tôi. chương 2256, danh sách viện trợ của ngũ hành minh một Bằng không thế nào, địch thái ngậm xì gà, nhếch khóe miệng mang tính thương hiệu. Anh có biết New York có bao nhiêu thợ săn không, cấp càng thấp, thợ săn càng nhiều, tỷ lệ thông thiên giáo chủ vừa vặn nhận được treo thưởng không lớn. Tỷ lệ không lớn, không có nghĩa là không có không khác lắm với xác suất chúng sổ số, nếu thực đến đây thì sao, vậy tôi gọi anh một tiếng ba là được rồi nhỉ, cái này chính là anh nói. Trương Nguyên Thanh bỗng nhiên thân thể nhoáng lên một cái, mí mắt càng lúc càng nặng, cơn mệt mỏi ập tới, thân thể lảo đảo một cái, trước mặt địch thái, mê man ngã xuống đất. Địch thái trợn mắt cứng lưỡi, xì ga kẹp ở đầu ngón tay rơi bột xuống đất. Một giây sau, hắn sắc mặt nghiêm túc bật người dậy, nhanh chóng sờ ngực, mạch đập của Trương Nguyên Thanh. Ngủ rồi hắn ngẩn ra vài giây, mới chợt phản ứng lại. Không đúng, là trưởng mộng sứ, trưởng mộng sứ của đại khu thứ nhất. Thông thiên giáo chủ đến đây hay là thợ săn khác, nay nay, tỉnh lại tỉnh lại, địch thái ngoác mồm gọi, nhưng tiêu giao kiếm tiên này vẫn ngủ say, chưa bị đánh thức. Kỵ sĩ đơn truyền ý thức được không ổn, hắn rất ít ở đại khu thứ nhất nhìn thấy trưởng mộng sứ, bởi vậy chưa từng cân nhắc khả năng kẻ địch là trưởng mộng sứ, lúc này gặp đột biến, liền có chút bất ngờ không kịp phòng bị mạch đập của hắn càng lúc càng mỏng manh, bị thương trong mộng cảnh rồi. Phù, còn chưa chết, hẳn là có thể chống đỡ thêm một lúc. Địch thái nhanh chóng đứng dậy, từ trong ô vật phẩm lấy ra một cây trường kiếm kỵ sĩ hoàng kim, một món giáp vai, một món bảo vệ tay, nhanh chóng hoàn thành việc mặc. Hắn hai tay chống kiếm, vẻ mặt trở nên uy nghiêm đoan chính, khí chất thần uy lẫm liệt. Ta lấy danh nghĩa kỵ sĩ chế định pháp lệnh, tất cả sinh linh không thể đi vào giấc mộng. Mũi kiếm nhộn nhạo ra vầng sáng màu đồng thau, từng vòng đảo qua ngôi nhà gạch đỏ, đảo qua con đường, quét về phía xa. Một giây sau, ánh mắt hắn chợt sắc bén, thông qua lực lượng quy tắc phản hồi, hắn đã tìm được tội phạm trái pháp luật pháp lệnh, trốn ngay ở trong hành lang căn nhà gạch đỏ. Ngay tại cùng lúc địch thái khóa mục tiêu kẻ địch, trưởng mộng sứ trong hành lang đột một biến mất. Chưa cho hắn cơ hội chế định quy tắc thứ hai, trực tiếp thi triển bước nhảy mộng cảnh thoát đi. Địch thái chưa truy tung, bởi vì điều này không có ý nghĩa. Trương Nguyên Thanh ngã dưới đất bỗng mở mắt, thở dốc từng ngụm từng ngụm, giống như người sắp chết đuối. Trương Nguyên Thanh gian nan ngồi dậy, há mồm thở dốc, mồ hôi theo trán chảy xuống, thấm ướt sau lưng, hắn thở phì phò nói: "Trưởng Mộng Sứ, Thông Thiên Giáo chủ là trưởng Mộng Sứ." Một bộ dáng lòng còn sợ hãi, đã nhìn ra, địch thái cào cào tóc, có chút buồn bực, huyễn thuật xưa ở đại khu thứ nhất rất hiếm thấy, chúng ta cũng quá xui xẻo rồi. Ai, sớm biết đã không quản sự chết sống của anh, trực tiếp cấm đoán xuyên qua mộng cảnh, hôm nay có thể bắt sống thông thiên giáo chủ. Không ngờ thật sự câu được thông thiên giáo chủ, càng không ngờ là, đó thế mà lại là tên trưởng mộng sứ. Đại khu thứ hai, trong ba nghề nghiệp lớn, huyễn thuật sư trơn trượt thần bí nhất, khó có thể truy tung. Nhưng anh ngay lập tức lựa chọn cứu tôi, Trương Nguyên Thanh nâng mắt, ánh mắt nghiêm túc chăm chú nhìn địch thái. Yên tâm, ngài kỵ sĩ, về sau anh vĩnh viễn không cần lo lắng tìm không thấy kẻ địch, bởi vì bọn họ sẽ giống cá mập người được mùi máu tươi, truy đuổi anh như điên trong lòng địch thái trầm xuống anh có ý tứ gì trương nguyên thanh học địch thái nhách khóe miệng làm ra vẻ mặt gợi đòn vừa rồi ở trong mộng cảnh vì tự cứu cùng kéo dài thời gian tôi mang thân phận kỵ sĩ đơn truyền của anh nói cho thông thiên giáo chủ rồi bao gồm khối thánh bản kia trên người anh vẻ mặt địch thái nháy mắt cứng đờ xin lỗi vì kế hoạch nằm vùng vĩ đại chỉ có thể bán anh trương nguyên thanh nghiêm trang phân tích tôi cho rằng so với biển rộng tìm kim tìm người không bằng đánh mình thành tiêu điểm để kẻ địch chủ động đưa lên cửa, dù sao các hạ là bán thần, đang buồn giàu cuộc sống không đủ kích thích. Bây giờ đủ kích thích rồi chứ, địch thái ngẩn người nhìn hắn một lúc lâu, lẩm bẩm anh là đồ lão lục. Không, tôi là ba ba anh, chính mồm anh nói. Trong lòng Trương Nguyên Thanh lẩm bẩm nhưng không dám nói ra, sợ kích thích đến kỵ sĩ đơn truyền tâm tính đã bùng nổ, tốt xấu gì cũng là vị chúa tể. Địch thái ở trong phòng khách đi qua đi lại, nói cũng vẫn có thể tính là một biện pháp, chỉ xem thế lực sau lưng Thông Thiên giáo chủ là gì. Tự do minh ước, Trương Nguyên Thanh nói, Thông Thiên giáo chủ là trưởng mộng sứ, khả năng tán tu khá thấp, nếu có thế lực, không có gì ngoài trận doanh tà ác, mà số lượng thế lực lớn của trận doanh tà ác không nhiều. Dừng một chút, hắn nhìn Địch Thái, nói, nhưng cũng cực kỳ cường đại. Chương 2257, danh sách viện trợ của Ngũ Hành Minh 2. Địch Thái im lặng vài giây, nhanh chóng thu thập hành lý, đồng thời gọi điện thoại cho bé thư ký Angela. Tiểu An à, chuẩn bị rút, chúng ta đi cao ốc tổng bộ ngân hàng New York tránh một chút. Vì sao, không vì sao cả, bị một tên lão lục bán. Đừng mắng nữa, đừng mắng nữa, cuộc đời là cần kích thích, nhưng kích thích này quá lớn rồi. Thành công rời đi hỏa lực, mình nên công thành lui thân rồi, kế tiếp mặc kệ công hội thợ săn có thể từ trong tay đơn truyền kỵ sĩ cướp đi khối đồng hay không, hai bên đều ở trong sự khống chế của mình. Trương Nguyên Thanh cũng nhanh chóng tiến vào phòng ngủ, thu thập hành lý. Anh cũng muốn đi cùng tôi thấy hắn sách hành lý đi ra, địch thái ngẩn ra, đang muốn từ chối, liền nghe tiêu giao kiếm tiên nói. Không, tôi không có hứng thú đi theo anh chịu chết, nhưng nơi này hiển nhiên không thể ở nữa, không có gì bất ngờ xảy ra, muộn nhất ngày mai, nếu sớm nhất, mấy giờ nữa, thông thiên giáo chủ sẽ dẫn người giết trở về. Chúng ta có thể bảo trì liên hệ, nếu anh có cái gì tiến triển, hoặc cần trợ giúp, bất cứ lúc nào cũng có thể gọi điện cho tôi. Tôi sẽ tiếp tục điều tra thông thiên giáo chủ, nếu cần anh trợ giúp, Hy vọng đừng từ chối. Nói xong, cầm hành lý chạy lấy người, một bên khác, phân thân liên tục thi triển nhảy vọt mộng cảnh, tới một căn nhà trọ chỗ giao giới đảo Manhattan cùng khu Queen, lúc này mới trở về hiện thực. Sau đó lập tức lấy ra điện thoại di động, gọi điện cho phó hội trưởng công hội thợ săn, Catherine. Điện thoại vang vài giây, Catherine bắt máy, thanh âm mềm mại đáng yêu tận xương, giờ này tìm tôi, là muốn địa chỉ của tôi sao? Ừm, vừa vặn tôi hôm nay chưa tìm ai ở cùng. Giọng điệu ái muội, lời lẽ trắng trợn, không tự giác gợi lên dục vọng của Trương Nguyên Thanh, sinh ra xúc động lập tức bay đến bên cạnh cô thân công báo. Cô gái này không có lúc nào là không mị hoặc, so sánh Annie xem như tương đối chính phái trong nghề nghiệp ái dục. Trương Nguyên Thanh đi thẳng vào vấn đề nói, "Tôi đã tìm được khối đồng thứ hai." Đầu kia điện thoại trầm mặc vài giây, thanh âm Catherine trở nên nghiêm túc mà vội vàng, truy hỏi, "Ở đâu?" Tin tức quan trọng như vậy, tôi sẽ không nói ở trong điện thoại. Khẩu ngữ Trương Nguyên Thanh sứt sẹo như cũ, Catherine A. Một tiếng, nghe hắn nói lại một lần mới hiểu, nghĩ một chút, nói. Tôi ở công hội thợ săn chờ cậu. Trương Nguyên Thanh thu hồi điện thoại di động, trước mắt lần nữa hiện lên mộng cảnh kỳ quái, thi triển nhảy vọt mộng cảnh rời khỏi. Nửa giờ sau, hắn tới công hội thợ săn, ở khu vực làm việc không có một bóng người, đã nhìn thấy Catherine. New York bên này, tình huống trực đêm, tăng ca ít, khu vực làm việc chỉ ít ỏi mấy ngọn đèn sáng đại bộ phận khu vực đều là tối tăm. Catherine ngồi ở dưới ánh đèn, mặc váy ngắn tới đầu gối, đôi chân đẹp thon dài gác chéo, thân thể tựa vào ghế dựa lưng, để bộ ngực đầy đặn hiển lộ độ cong hơn nữa. Thấy thông thiên giáo chủ tiến vào, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt luân của cô nở rộ nụ cười, tiến độ của cậu so với tôi tưởng tượng còn nhanh hơn, cậu đã tìm được khối đồng thứ hai. Trương Nguyên Thanh đứng ở cách cô mấy mét, kéo qua một cái ghế làm việc ngồi xuống, tìm được rồi. Nhưng tôi không có cách nào lấy được, bởi vì nó ở trong tay một vị chúa tể. Chúa tể, Catherine nhíu mày, chúa tể nghề nghiệp nào, cậu là như thế nào tìm được? Mấy ngày nay tôi âm thầm quan sát động tính của liên minh phản hắc bạch, tập trung nơi ở của minh chủ đảng Kinh Quốc, sau đó tôi phát hiện, một kiếm khách thường xuyên ra vào chỗ ở của đảng Kinh Quốc, chính là kiếm khách đêm đó cứu phong thần chi dực. Đặng Kinh Quốc hiển nhiên là biết di vật giáo hoàng, lại thường xuyên bí mật nói chuyện với kiếm khách, a à, kiếm khách năng lực truy tung, điều tra rất mạnh, tôi có lý do hoài nghi đặng kinh quốc ủy thác kiếm khách điều tra vụ án này vì thế đêm nay kéo kiếm khách vào mộng cảnh hắn từ từ kể ra trước mang nguyên nhân mình điều tra kiếm khách phân tích một lần lại tiếp theo lộ ra tình huống kiếm khách vì cầu tự bảo vệ mình bán đứng kỵ sĩ đơn truyền cùng di vật giáo hoàng nơi này lỗ hổng duy nhất chính là quá khéo khối đồng thứ hai đến quá dễ dàng dễ dàng tới mức có chút không hợp lý nhưng không sao kế tiếp công hội thợ săn tự nhiên sẽ đi nghiệm chứng mà hắn nói đều là nói thật có thể chịu được việc điều tra quả nhiên catherine nghe xong sau một lúc lâu chưa mở miệng suy tư một lát nói tôi biết rồi tôi sẽ đi kiểm chứng trương nguyên thanh gật gật đầu nói như vậy chuyện khảo hạch chờ chúng tôi kiểm chứng rồi nói sau catherine đã chưa đáp ứng cũng chưa từ chối rõ ràng trương nguyên thanh gật đầu nói như vậy chúc ngủ ngon catherine nữ sĩ nếu cảm thấy ban đêm tịch mịch có thể tìm một người bạn trên giường cố định đây là lời khuyên thiện ý của tôi Dứt lời, hắn biến mất ở khu vực làm việc của công hội thợ săn. Chương 2258, danh sách viện trợ của Ngũ Hành Minh 3. Catherine mím lại khóe miệng đỏ tươi, cười ha ha nói, "Thú vị. Càng là đàn ông không thèm để ý đối với cô, cô càng có hứng thú." Catherine cầm lấy điện thoại di động trên mặt bàn, gọi điện, điều tra phố người hoa một chút, camera giám sát phụ cận chỗ ở của Đảng Kinh Quốc Minh Chủ Liên Minh Phản Hắc Bạch, điều tra tiêu giao kiếm thiên một chút, một kiếm khách đến từ đại khu thứ hai đàn ông càng không để ý cô ta, cô ta càng có hứng thú, đàn ông cùng phụ nữ quả nhiên đều giống nhau, đều tiện. Trong phòng cho thuê khu Queen, Trương Nguyên Thanh lười biếng ngồi ở trên ghế bập bênh, trong tay cầm điều khiển từ xa, xem tin tức TV. Nơi này là cái ổ thứ hai hắn tìm cho bản thân, thỏ khôn có ba hang mà, huống chi là hắn tên gián điệp này. Thân là huyễn thuật sư thánh giả cảnh đỉnh phong, hắn nắm giữ chuẩn xác tâm lý của Catherine, mới sẽ để lại câu nói cuối cùng kia, Mục đích chính là dẫn lên hứng thú cùng tính thú của Catherine. Mỹ nhân kế là thủ đoạn gián điệp cùng đặc vụ quen dùng, cái này khẳng định có thể diễn biến thành mỹ nam kế. Trương Nguyên Thanh vừa phát tán suy nghĩ, vừa xem tin tức, hắn xem là một trong năm kênh truyền hình phổ biến nhất của Liên bang Tự do, tin tức đang công bố một sự kiện nhân vật nổi tiếng của giới tài chính bị ám sát. Vị nhân vật nổi tiếng giới tài chính bị ám sát kia là tài phiệt nổi tiếng của New York, tài sản hơn chục tỷ. Vị tài phiệt này tử vong mang đến dung chuyển thật lớn cho xã hội thượng lưu new york mang đến khủng hoảng cùng đề tài câu chuyện trà dư tử hậu cho giai cấp trung bình và thấp gần một tháng qua xã hội đen new york sống mái với nhau đấu súng liên tục xảy ra cùng có dấu hiệu càng ngày càng nghiêm trọng sau lưng đấu súng và xã hội đen sống mái với nhau là trận doanh hợp pháp đang càn quét thế lực tổ chức tà ác mà vị tài phiệt này ngộ hại quá nửa là trận doanh tà ác phản kích loại xung đột này chỉ là bắt đầu về sau tuyệt đối sẽ càng ngày càng loạn cũng không ngừng thăng cấp Bây giờ là đấu tranh âm thầm, chưa liên quan đến linh cảnh hành giả vị cách cao, sau này, nói không chừng chúa tể thậm chí bán thần xung đột cũng sẽ liên tục xảy ra. Trận chiến tranh này chỉ sợ sẽ không dễ dàng chấm dứt như vậy, áp lực của hội trưởng rất lớn nha. Trương Nguyên Thành nghĩ đến đây, gọi vào số điện thoại cá nhân của hội trưởng. Trong tiếng hát sống động, làm người ta nhịn không được nghe tiếng mà nhảy múa, hội trưởng bắt máy có việc khởi tấu, vô sự bãi chiều. Lời này rất ngầu, phải học trương nguyên thanh nói tôi đã tìm được khối đồng thứ ba liền mang sự tồn tại của kỵ sĩ đơn truyền báo cho hội trưởng sau đó mang thao tác mình bán đứng kỵ sĩ kể một lần làm tốt lắm hội trưởng khen một câu cảm khái nói kỵ sĩ giáo đình truyền thừa không ngờ kỵ sĩ đoàn năm đó còn có truyền thừa khó được khó được nha tiểu tử này là một nhân tài tôi sẽ theo dõi hắn một đoạn thời gian nếu đủ tư cách liền kéo hắn vào trận doanh hợp pháp ngươi xác định sao tên kia rất gợi đòn Trương Nguyên Thanh nghe ra sự thừa nhận trong giọng điệu của hội trưởng, nói tên kia tính cách rất ác liệt, hơn nữa, chúa tể cấp 70 đến mức khiến ngài tự mình mời chào. Nếu đạt được truyền thừa kỵ sĩ hoàn chỉnh, vẫn là rất đáng giá. Hội trưởng giải thích truyền thừa kỵ sĩ của giáo đình tựa như truyền thừa của người tu hành cổ đại, cái đó không giống với linh cảnh hành giả hiện đại, cậu đã không phải tay mơ, hẳn là có thể hiểu ý tứ của tôi. Tên kia mạnh như vậy sao? Trương Nguyên Thanh nhất thời giật mình. Chiến lực của người tu hành cổ đại cao hơn xa linh cảnh hành giả, bởi vì bọn họ rèn luyện, khai phá ở phương diện kỹ, đã đạt tới cực hạn. Mà đại bộ phận linh cảnh hành giả đương thời, vận dụng đối với kỹ năng đều tương đối thô thiền. Phó Thanh Dương loại ví dụ rèn luyện kiếm kỹ, đạt tới kỹ gần như đạo này, ở cổ đại thường có. Cũng chính là nói, giống kỵ sĩ đơn truyền loại linh cảnh hành giả có được truyền thừa này, sẽ so với hành giả cùng cấp bậc càng mạnh hơn, nếu có kỹ xảo rèn luyện thật tốt, thậm chí có thể nghiền áp cùng cấp bậc. Tôi lát nữa gửi ông phương thức liên hệ của hắn, Trương Nguyên thanh lập tức bán kỵ sĩ đơn truyền, sau đó trở về chính đề. Tôi xem được tin tức, Michael bị ám sát kia là người của các ông. Hội trưởng thở dài, là một vị thánh giả của công hội chúng tôi, hắn là quân cờ ở mặt ngoài, thân phận sớm đã bại lộ, công hội đã rất chú ý bảo an, nhưng mấy ngày hôm trước, công hội thợ săn phái ra ba vị thánh giả, một kẻ trong đó là Bacchus của câu lạc bộ tử thần, trong thánh giả cấp 6 không mấy ai là đối thủ của tên kia, đó là một thánh giả đỉnh phong so với Osman, Hoover còn mạnh hơn. chương 2259, danh sách viện trợ của ngũ hành minh 4. Còn mạnh hơn so với đám người Osman, vậy chính là cùng một cấp bậc với Phó Thanh Dương lúc trước, nhân vật như vậy đều có một chút kỹ năng đặc thù. Trương Nguyên thành đối với nhân vật phong vân trong đại khu thứ hai còn không quá hiểu biết, yên lặng ghi nhớ cái tên này. Đồng thời cảm nhận được mạch nước ngầm dưới New York, so với trong tưởng tượng càng thêm mãnh liệt đã là loại cao thủ cấp bậc này tham dự ám sát, thăng cấp nữa, chính là xung đột giai đoạn chúa tể. Ngài hội trưởng, tình thế tựa như so với tôi nghĩ càng thêm ác liệt. Trương Nguyên Thanh nói, tuy biết đây là chiến tranh của hai trận doanh lớn, nhưng ở trong thiết tưởng của Trương Nguyên Thanh, công hội thương nhân cùng câu lạc bộ tử thần xung đột, thuộc về tranh đấu có tính chất thử. Là hai đại trận doanh tiên phong trước khi khai chiến, là thử nhau, theo lý thuyết không nên kịch liệt như thế. Ngài hội trưởng giọng điệu trầm thấp, bởi vì tinh thần cùng thái âm đã trở về vị trí cũ, chỉ còn một thái dương. Ngày thái dương chi chủ sinh ra, chính là thời điểm hai trận doanh lớn quyết định vận mệnh, nhưng thật ra, thời điểm thái dương chi chủ sinh ra, vận mệnh đã quyết định. Thái dương chi chủ thuộc về một phe nào, phần thắng của phe đó liền lớn hơn nữa. Bởi vậy, ở trước khi thái dương chi chủ sinh ra, hai bên đều sẽ cố gắng suy yếu thực lực của nhau, cùng tranh thủ bồi dưỡng ra thái dương chi chủ bên ta. Tinh thần thuộc về hợp pháp, thái âm thuộc về tà ác, chỉ xem Thái Dương chi chủ thuộc về trận doanh nào. Trương Nguyên thanh nhất thời hiểu cảm giác gấp gáp của hai bên. Ngài hội trưởng tiếp tục nói, đây là một cuộc chiến tranh kéo dài, xung đột giai đoạn này, Thái Dương chi chủ sinh ra, thậm chí về sau hai trận doanh lớn quyết chiến đều là một bộ phận của trận chiến tranh này. Lúc trước, sau khi tự do Minh Ước diệt giáo đình, lựa chọn ẩn nấp ở phía sau màn là vì thời cơ chưa tới. Nay thời cơ đã chín mùi, lần này nếu đánh gục nghề nghiệp hợp pháp bọn họ liền trực tiếp khống chế thế giới, khống chế linh cảnh. Khi đó, trận doanh hợp pháp không có đường sống, nguyên thủy, đó chính là ác mộng của toàn bộ nghề nghiệp hợp pháp. Cho nên nguyên thủy, nhiệm vụ ẩn núp của cậu cực kỳ quan trọng, một khi toàn diện khai chiến, những kẻ xa ngã ẩn núp ở trong tổ chức hợp pháp, chính là uy hiếp chí mạng nhất của trận doanh hợp pháp. Tôi cần một phần danh sách mà cậu là người duy nhất có thể cắm vào bên trong tự do minh ước. Ngài hội trưởng, tôi còn chưa thông qua khảo hạch, ông như vậy sẽ làm tôi áp lực rất lớn. Công hội thợ săn nhất định sẽ mời chào cậu, trước mắt, hai trận doanh lớn còn chưa khai chiến quy mô lớn, xung đột chủ yếu ở tình báo chiến cùng ám sát. Cậu là huyễn thuật sư, huyễn thuật sư am hiểu nhất ám sát, ẩn núp, ở sau khi xác nhận nguồn tin tức của cậu là thật, bọn họ sẽ tiến hành lượt khảo nghiệm tiếp theo đối với cậu, chuẩn bị sẵn sàng đi. Hội trưởng nói, Trương Nguyên Thanh nghĩ một chút, nói công hội thợ săn đã bày ở mặt ngoài, vì sao không trực tiếp hốt. Cha hỏi Catherine, không phải càng đơn giản, kẻ địch ở ngoài sáng, vẫn tốt hơn ở trong tối nhỉ. Hốt cả ổ công hội thợ săn, vậy tự do minh ước sẽ toàn diện ẩn núp, càng thêm khó giải quyết. Ngài hội trưởng thở dài một tiếng, nói, tự do minh ước cũng có bán thần, trực tiếp bắt Catherine, đó chính là trực tiếp dẫn bạo chiến tranh, mà trước mắt, hợp pháp bên này không có nắm chắc tất thắng. Cho nên trước khi khai chiến, phải tiêu hao lẫn nhau, tận khả năng suy yếu kẻ địch, thu thập tình báo, gạt bỏ gián điệp bên trong, chờ có đầy đủ nắm chắc, lại mở ra chiến tranh. Trương Nguyên Thanh nói, tôi hiểu rồi. Vậy cứ như thế, hội trưởng đang muốn tắt máy, bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, nói, đúng rồi, Phó Thanh Dương muốn lấy viện trợ công hội thương nhân cùng thiên phạt làm lý do, mang thành viên bang phái của cậu phái tới, cậu có ý kiến gì không? Lão đại qua loa rồi, tôi còn chưa từng hưởng thụ mùi vị của nghề nghiệp ái dục tư vị, đã phái quan nhã tới đây. Trương Nguyên Thanh nói, nước cờ hay tuy sẽ làm bọn họ cuốn vào nguy hiểm tôi tính để chỉ sát cung chủ cũng tới đây hội trưởng nói ông con mẹ nó cũng rất qua loa trương nguyên thanh thầm nhủ hội trưởng lại nói cậu đã tạm thời rời khỏi phố người hoa không bằng đổi cái thân phận lấy thân phận đoàn viện trợ tiến vào thiên phạt sau đó giúp tôi làm thịt tên ba cất kia lại thay thân phận trương nguyên thanh ngẩn người sau đó mắt sáng lên quả thật là ý kiến hay có tầng thân phận này hắn có thể danh chính ngôn thuận cài vào bên trong kẻ địch tiếp xúc được Winnie Burren, đồng thời còn có thể nắm giữ con đường tình báo của thiên phạt. Hơn nữa còn có thể cùng thông thiên giáo chủ thân phận này đánh phối hợp, hoàn thành nhiệm vụ lẫn nhau, tuyệt phối. Được, tôi sẽ nói với lão đại, Trương Nguyên Thanh nói, chương 2260, gặp mặt một. Hai ngày sau, cao ốc tổng bộ ngân hàng New York. Rio Asano dùng thẻ làm việc quét mở cửa khu lãnh đạo, gõ vang cửa của trưởng phòng Winnie. Tiến vào, bên trong truyền đến tiếng của trưởng phòng Winnie. Rio Asano đẩy cửa mà vào, nhìn thủ trưởng áo sơ mi trắng nón, tóc quăn màu nâu xóa tung, cao ngạo lạnh lùng mà xinh đẹp, trang dung cùng ăn mặc đều vô cùng tinh xảo. Cô dẫn người đi sân bay đi át một chuyến, đội ngũ viện trợ của thiên phạt, 10 giờ sáng đến. Ni cúi đầu đọc văn kiện, tôi, Rio Asano ngẩn ra, cô một kiểm sát quan thực tập, luận tư cách luận chức vụ, chuyện tiếp đãi khách bên ngoài như thế nào cũng không tới lượt cô nha. Ni nâng mắt nhìn cô một cái, từ trong văn kiện rút ra một phần danh sách, nói bên trong có mấy vị là người quen của cô. Rio Asano tiếp nhận danh sách, tập trung nhìn vào, trợn mắt cứng lưỡi. Ngũ hành minh, quan nhã, thiên hạ quy hỏa, anh gà đỏ. Thái nhất môn, triệu thành hoàng, tôn miểu miểu, viên đình. Đội viên bình thường 12 người, trừ hạ hầu ngạo thiên cùng vu cổ sư tiểu viên kia, thánh giả bang phái người chết trở về đều ở trên danh sách. Thời gian buổi sáng, chuyên cơ đến sân bay đi Rio Asano dẫn 6 hành giả siêu phàm của Thiên phạt, sớm chờ ở bên đường băng sân bay, nhìn chuyên cơ hạ xuống, trượt đi, cuối cùng dừng lại. Nhân viên công tác của sân bay lái xe đẩy, kéo thang ghép với cửa. 5 phút đồng hồ sau, cửa cabin mở ra, Rio Asano thấy các thánh giả người chết trở về lục tục đi ra khỏi cabin, người đẹp lai áo sơ mi trắng phối hợp vải ống, Triệu Thành Hoàng mặc áo đen quần đen cao ngạo lạnh lùng, Tôn Miểu Miểu khuôn mặt tròn trịa khí chất ngọt ngào, Sỉ Nhục Hỏa sư nghiêm túc đứng đắn không là hỏa sư ưu tú thiên hạ quy hỏa còn có anh gà đỏ tùy tiện nhìn tính tình rất nóng này còn có một số thành viên quan phương của ngũ hành minh cô không biết khuôn mặt thanh tú của Rio Asano nở rộ nụ cười giống như đã tìm được tổ chức đứa nhỏ tìm được nhà chạy vội qua lớn tiếng hô Ohio không đúng chào mọi người chào mọi người quan nhã tôn miểu miểu hướng cô mỉm cười triệu thành hoàng cùng thiên hạ quy hỏa thì gật đầu ra hiệu ô Rio San lại gặp mặt rồi anh gà đỏ nhiệt tình hơn nhiều, dùng sức vỗ bả vai Rio Asano, vỗ cô lão đảo một trận ở New York lăn lộn thế nào. Có bị quỷ Tây bắt nạt hay không, nghe nói quỷ Tây thích nhất bắt nạt quỷ đảo quốc các người, về sau đi theo mấy người bọn anh lăn lộn, bảo đảm không ai dám chọc. Hắn một câu một tiếng quỷ, Rio Asano cũng nghe không hiểu là đang biểu đạt thiện ý, hay là đang trào phúng, chỉ có thể bảo trì mỉm cười cứng ngắc. Tôi, tôi đưa mọi người đi phân bộ thiên phạt báo danh. Rio Asano thấy thành viên đội ngũ đều đã xuống máy bay, vội dẫn mọi người đi về phía xe đưa đón. Đội trưởng, nữ trợ lý tóc vàng mắt Lam ghé lên, thấp giọng nói thiếu một người. Trong danh sách viện trợ của ngũ hành minh viết 18 người, 6 thánh giả, mỗi thánh giả kèm theo hai trợ lý, nhưng người trong chuyên cơ đi xuống chỉ có 17 vị. Thiếu một người, không thiếu ai cả, quan nhã dừng bước, nụ cười ý vị sâu xa, có một thành viên đã sớm đến New York, Rio San, cô từng gặp rio san cái xương hô này là gọi theo trương nguyên thanh trương nguyên thanh một câu một cái rio san người khác liền gọi theo như vậy sớm đến new york rio asano đầu tiên là ngẩn ra tựa như nghĩ tới cái gì là hắn nhất định là hắn đoàn người đi lên xe đưa đón tới tầng ngầm tiếp theo tiến vào gara ngồi xe buýt nhỏ thiên phạt sắp xếp tới tòa nhà tổng bộ ngân hàng new york chiếc xe buýt nhỏ dẫn đầu kia lái xe là rio asano quan nhã ngồi ở ghế phụ Tôn Miểu Miểu và Triệu Thành Hoàng ngồi hàng ghế thứ hai, Anh Gà Đỏ, Thiên Hạ Quy Hoàng ngồi hàng ghế thứ ba. Trên xe không có máy nghe trộm, các người có đạo cụ ngăn cách thanh âm hay không? Rio Asano hỏi, Tôn Miểu Miểu liền lấy ra một cái hộp nhạc, vặn dây cót, để hộp nhạc phát ra giai điệu đẹp đẽ. Toàn bộ cuộc nói chuyện của chúng ta đều sẽ bị âm nhạc che phủ. Tôn Miểu Miểu nói, Rio Asano vội hỏi, một người cuối cùng là bang chủ sao, là hắn sao? Là hắn Quan nhã liếc con mắt tròn mà lim dim, cười tủm tỉm nói cô kích động như vậy làm gì. Rio Asano chột giả căng thẳng khuôn mặt, quan nhã bật cười một tiếng, còn tưởng rằng cô đã tiến bộ, kết quả vẫn dễ trột giả như vậy. Tôi, tôi sẽ thật cố gắng. Rio Asano theo thói quen cúi đầu nhận sai, quan nhã liếc cô một cái, nhợt nhạt cười nói, ở trước mặt tôi không cần khẩn trương như vậy, nữ nhân nhớ mong bang chủ đếm cũng đếm không hết, thêm một mình cô không nhiều, bớt một mình cô không ít, đúng không, tôn miểu miểu. Tôn miểu miểu giả câm vờ điếc, bộ dáng bị phong cảnh New York hấp dẫn. May trong tay không có bàn phím, bằng không đã để cô gái con lai này lĩnh giáo một phen cường độ công kích của anh hùng bàn phím tuyệt thế. chương 2261, gặp mặt hai Anh gà đỏ hàng ghế sau nhìn về phía tôn miểu miểu, bên vực lẽ phải, miểu miểu, quan nhã đang chào phúng cô đó, cô chưa nghe ra sao. Chỉ anh thông minh, không biết phó thanh dương sắp xếp vào làm gì, làm gánh nặng sao. Mọi người trong xe thầm mắng, Rio Asano phát hiện không khí trong xe có chút xấu hổ, thầm nhủ may mà học sĩ cấp 6 kia chưa tới, bằng không không khí sẽ chỉ càng xấu hổ. Cô vội vàng nói sang chuyện khác, lớn tiếng hỏi, mọi người cùng nhau tới New York là có nhiệm vụ gì sao? Quan Nhã lắc đầu, Phó Thanh Dương chưa dặn dò nhiệm vụ cụ thể, chỉ bảo chúng tôi phối hợp bang chủ vô điều kiện. Cô nói trước với chúng tôi một chút về tình huống New York. Rio Asano gật gật đầu, thiên phạt của New York do hai tập đoàn tài chính một dòng họ chủ đạo phân biệt là Gastap, Met hai tập đoàn tài chính lớn, cùng với gia tộc Buren, gia tộc của kiểm sát trưởng Winnie Buren, là phe phái của vị kiểm sát trưởng tổng bộ kia. Đối lập với cô ấy là chấp hành quan đứng đầu Son Met, từ dòng họ của hắn có thể nhìn ra là tập đoàn tài chính nào. Winnie cùng Son đều tự đại biểu phe phái sau lưng, vẫn luôn tranh đấu gay gắt, là loại quan hệ hận chỉ mong đối phương chết đó. Bộ trưởng Bộ Hành chính Channing Lu là người của ban giám đốc, phụ trách điều giải, kiềm chế hai bên. Cô bla bla kể phe phái bên trong thiên phạt, phe phái lớn chính là hai tập đoàn tài chính một dòng họ, trong ba phe phái lớn lại có lượng lớn đoàn đội nhỏ phe phái nhỏ. Thành viên bang phái vương giả nghe mà có chút đau đầu, chỉ cảm thấy phe phái của thiên phạt so với ngũ hành minh còn hỗn loạn hơn. Quan nhã con lai tổng kết, thật ra phe phái của thiên phạt rất đơn giản, tam quyền phân lập, hệ thống chấp hành quan, hệ thống kiểm sát quan, ban giám đốc. Ba hệ thống lớn đều có một vị bán thần, trong đó, thế lực ban giám đốc lớn nhất, do tám tập đoàn tài chính lớn tạo thành mặt khác hệ thống chấp hành quan cùng kiểm sát quan thù ghét lẫn nhau thường xuyên có mâu thuẫn ban giám đốc phụ trách điều giải về phần phe phái nhỏ khác có thể xem nhẹ không tính mọi người nhai nuốt tin tức chậm rãi gật đầu rio asano tiếp tục nói gần đây new york rất không yên ổn tôi nghe nói câu lạc bộ tử thần cùng công hội thương nhân đánh cực kỳ kịch liệt đã có liên lụy đến hai giới chính trị thương mại thánh giả cũng đã chết không ít nhưng chúa tể lại chưa ra sân cho nên mọi người đến vừa lúc, thiên phạt đang cần thánh giả chiến lược mạnh mẽ, mọi người còn là thánh giả của đại khu thứ hai. Câu lạc bộ tử thần cùng công hội thương nhân chiến đấu còn chưa kết thúc sao? Thiên hạ quy hỏa bình luận một câu, cái này không quan hệ với chúng ta, chúng ta chính là đến giúp đỡ bang chủ. Tôn miểu miểu lập trường rõ ràng, anh gà đỏ rốt cuộc bắt được cơ hội, hỏi Priosan, trong thiên phạt có ai bắt nạt cô hay không, chúng tôi trả đũa cho cô. Rio Asano nghe vậy, dùng sức gật đầu, có. Ai, anh gà đỏ ở đuôi xe hô, Rio Asano phòng má, ready met. Công hội thợ săn, Catherine mở biêu kiện, đọc báo cáo điều tra, tiêu giao kiếm tiên, kiếm khách cấp 5, đến từ đại khu thứ nhất, thân phận không biết, ở số 360 phố Pisa, chủ cho thuê nhà Dương Tú Quyên, Tào Khánh. Sau khi cổ trương phi chết, hắn nhận đặng kinh quốc ủy thác, điều tra thông tin giáo chủ, truy hồi di vật giáo hoàng. Nội dung rất ngắn gọn, Catherine nhìn một lần liền bỏ qua, người này giá trị không lớn. Kiếm khách cấp 5 chỉ có thể nói thực lực không tệ, nhưng ở trong mắt chúa tể không thể lên được mặt bàn. Ở trong sự kiện di vật giáo hoàng, vị tiêu giao kiếm tiên này là nhân vật bên lề trong lúc vô ý cuốn vào. Có thể trực tiếp lướt qua, cô trọng điểm chú ý tin tức của Địch Thái, người này thân phận ở mặt ngoài là ông chủ một công ty vận chuyển đường thủy, mậu dịch, đồng thời kinh doanh ngành giải trí, ngành sản xuất loại rượu thuốc lá, có được giá trị rất cao. Nhiều lần truyền ra chuyện xấu với nữ ngôi sao nghe nói ngôi sao xinh đẹp dưới trướng công ty đều là bạn trên giường của người này là một tài phiệt nhỏ đồng thời cũng là công tử đào hoa phương diện danh tiếng cá nhân trừ lông bông đa tình không kiểm soát tính cách cũng cực kỳ không ổn có hiềm khích với rất nhiều phú hào mọi người đề cập hắn đều nghiến răng nghiến lợi hận không thể móc súng ngắn ra bằng bằng hắn nhưng lại không thể làm gì được tin tức liên quan hắn là linh cảnh hành giả trong tư liệu điều tra không có bất cứ đề cập nào ở trước khi thông thiên giáo chủ đưa ra đối phương là người thừa kế giáo đình kỵ sĩ, không có bất cứ tin tức, tư liệu nào có thể chứng minh đối phương là linh cảnh hành giả. Nhưng căn cứ tin tức thông thiên giáo chủ thu hoạch, địch thái là kỵ sĩ giáo đình truyền thừa, trên người có một mảnh vỡ thánh bàn. chương 2262, gặp mặt ba. Trước mắt, vị kỵ sĩ đơn truyền này đã không biết tung tích, ngay cả công hội thợ săn cũng tra không ra hành tung của hắn. Catherine xem xong tin tức cá nhân địch thái, lại mở video theo dõi thấy được địch thái tiến vào biệt thự của đặng kinh quốc, sau đó lại cùng tiêu giao kiếm tiên rời khỏi video. Xem xong toàn bộ tin tức, Catherine ánh mắt trầm ngâm, suy thư vài giây, địch thái này là kỵ sĩ giáo đình truyền thừa không thể nghi ngờ, thông thiên giáo chủ cho tin tức không sai, có thể sắp xếp cho hắn nhiệm vụ khảo hạch rồi. Cao ốc Tổng bộ Ngân hàng New York, tầng 64, bộ phận tiếp khách của thiên phạt, trương nguyên thanh đội mũ lưới chai cùng khẩu trang, đẩy ra cửa chính phòng họp 6401 theo cánh cửa lớn rộng mở, hắn thấy các thánh giả của bang phái ngồi ở bên cạnh bàn hội nghị dài. anh gà đỏ một miếng thịt bò một ngụm rượu vang, tướng ăn cuồng dã không gò bó. người khác cũng đang dùng bữa, nhưng rõ ràng tao nhã hơn rất nhiều. các thánh giả bên cạnh bàn hội nghị dài ùn ùn quay đầu nhìn về phía bang chủ xa cách nhiều ngày. trương nguyên thanh đóng cửa cười nói các vị lại gặp mặt rồi. mọi người đều không hẹn mà cùng đứng lên, hai bên nhìn nhau, ánh mắt giao tiếp, tất cả đều ở trong không lời sau một lúc lâu trầm mặc quan nhã dẫn đầu mở miệng cười mỉm nói trong phòng hội nghị đã làm đạo cụ cách âm từng kiểm tra không có thiết bị nghe lén bang chủ phó trưởng lão bảo chúng tôi tới giúp đỡ ngài xin hỏi có gì phân phó núi đao biển lửa ngài ra lệnh một tiếng thuộc hạ muôn chết không chối từ trương nguyên thanh đang muốn mở miệng chợt nghe anh gà đỏ cười ha ha nói bang chủ cậu tới new york nhiều ngày như vậy có từng hẹn hò nghề nghiệp ái dục của hiệp hội mỹ thần hay không nghe nói nghề nghiệp ái dục mùi vị rất không tệ. Còn có, dung mạo của cậu sao lại thay đổi rồi. Không khí phòng họp đột nhiên yên tĩnh, Trương Nguyên Thanh mỉm cười nói, anh gà đỏ, tôi nhớ rõ anh không phải thành viên ngũ hành minh nhỉ, anh tới làm gì. Mau cút đi, cái đồ cản trở, mắt thấy quan nhã và tôn miểu miểu lộ ra ánh mắt hồ nghi, Trương Nguyên Thanh vội vàng ho khan hai tiếng, nói. Tôi người chính phái như vậy, sao có khả năng có bất cứ lui tới gì với nghề nghiệp ái dục anh gà đỏ anh đừng có suy bụng ta ra bụng người nha. Với lại, tôi là từng ký khí ước, thiên hạ quy hỏa chủ động mở miệng, hòa giải thay ban chủ, nói. Nói chính sự đi, phó trưởng lão cắt cử chúng tôi tới giúp đỡ cậu, nhưng chưa dặn dò nhiệm vụ, hẳn là muốn để chính miệng cậu nói với chúng tôi. Nắm chặt thời gian đi, chúng tôi là đánh ngất viên đình mới tới được, hắn nếu tỉnh, nhất định sẽ xông vào nghe. Nghe vậy, mọi người đồng loạt nhìn về phía Trương Nguyên Thanh. Trương Nguyên Thanh kéo ra ghế dựa ngồi xuống, nhìn lướt qua camera bị tháo xuống, cửa sổ sắt đất bị rèm che, trầm giọng nói. Một lần nữa xác nhận, đạo cụ cách âm có thể chặn chúa tể nghe lén không? Quan nhã gật đầu, đạo cụ phó thanh dương cho, không có vấn đề. Trương Nguyên Thanh liền nói ngay, nói rõ một lần mục đích mời các vị đến, công hội thương nhân cùng câu lạc bộ tử thần giao phong, liên quan đến hai trận doanh lớn quyết chiến. Hai trận doanh lớn quyết chiến, có ý tứ gì, các thánh giả bang phái người chết trở về khẽ biến sắc mọi người hẳn là đều biết tôi là truyền nhân ma quân thật ra ma quân để lại ở trong thẻ nhân vật một món đồ đó là mảnh vỡ thái âm bổn nguyên sau khi tôi chết mảnh vỡ bổn nguyên trở về linh cảnh linh thác có lẽ đã bổ hoàn thái âm bổn nguyên không trọn vẹn trương nguyên thanh giọng điệu trầm thấp còn nhớ lời tiên đoán của la bàn quang minh không nhật nguyệt tinh quy vị đại kiếp nạn buông xuống nay tinh thần cùng thái âm đã quy vị chỉ còn thái dương cho nên chiến tranh của trận doanh hợp pháp cùng tà ác đã khai hỏa Đoạn lời không chút ướt át dài dòng này, giống như quả bom, vang ở bên tai mọi người, nổ ở trong lòng mọi người. Đối với các thánh giả đang ngồi mà nói, trận doanh hợp pháp cùng tà ác đấu tranh vẫn luôn tồn tại, chưa bao giờ biến mất, nhưng so sánh với quyết chiến tận thế trong lời tiên đoán của La Bàn Quang Minh, trận doanh đấu tranh quá khứ tựa như trò chơi trẻ con. Trò chơi trẻ con bọn họ còn có thể tham gia, mà chư thần chinh chiến chiến đấu trong lời tiên đoán thì không phải chúng sinh có thể nhúng tay. Các thánh giả đang ngồi đây không thể nghi ngờ là một thành viên trong chúng sinh. Cho dù ở trong mắt đại bộ phận linh cảnh hành giả, bọn họ đều là nhân vật lớn. Trận doanh quyết chiến không xa nữa, đầu ngón tay thiên hạ quy hỏa khẽ gõ mặt bàn, lẩm bẩm. Trong lòng hắn dâng lên cảm giác gấp gáp mãnh liệt, thánh giả còn chưa đủ, đại quyết chiến giữa trận doanh, ít nhất chúa tể mới có thể tự bảo vệ mình, mới có thể phát huy tác dụng. chương 2263, nhập chức 1. Đám người quan nhã, anh gà đỏ cũng có cảm giác gấp gáp, Bọn họ đều biết lời tiên đoán của la bàn quang minh. Rio Asano thì bừng tỉnh đại ngộ, đã biết nguyên nhân thật sự New York gần đây liên tục xảy ra xung đột. Tinh thần và thái âm đã quy vị, chỉ còn thái dương cuối cùng. Tôn Miểu Miểu và Triệu Thành Hoàng nhìn nhau, vẻ mặt có chút phức tạp. Làm thần giả dạ du, bọn họ ngẫu nhiên cũng sẽ ảo tưởng một phen thành tựu cấp bậc bán thần, nhưng theo gia nhập người chết trở về, biết điểm cuối thần giả dạ du chỉ có Nhật Nguyệt Tinh, mà nay tinh thần cùng thái âm đã quy vị, chỉ còn một cái thái dương điều này làm hai vị thiên tài trẻ tuổi cực kỳ nhụt chí, bởi vì trong cùng thế hệ so với bọn họ có thiên phú hơn có ma quân cùng nguyên thủy trong trường bối thì ở đâu cũng có mỗi một vị thần nhật du đều là thiên tài triệu thành hoàng trầm ngâm vài giây hỏi thái dương quy vị đại khái cần bao lâu nếu thái dương quy vị cần vài năm thậm chí mười mấy năm trái lại còn tốt nhưng lý trí nói cho hắn sẽ không lâu như vậy bởi vì dựa theo cách nói của nguyên thủy thiên tôn Chiến tranh của hai trận doanh lớn đã khai hỏa, nói rõ Thái Dương quý vị sẽ không quá lâu. Mọi người đồng loạt nhìn về phía Trương Nguyên Thanh. Không biết, Trương Nguyên Thanh nghĩ một chút, nói, nhưng các người giữ tốc độ thăng cấp bây giờ, trước khi trận doanh đã cùng hợp pháp quyết chiến tiến đến, hẳn là có thể tấn thăng chúa tể. Hắn quả thật không thể tính ra, từ góc độ bản thân mà nói, cuối năm mới có thể tấn thăng chúa tể, từ nay về sau phó bản khoảng cách dài lâu, một năm cũng chưa chắc có mấy lần cơ hội vào phó bản. Mà phó thanh huyên tốc độ tấn thăng nhanh nhất, từ chúa tể đến bán thần, cũng dùng cả một năm. Nhìn từ các thế lực đầu tư thần dạ du, vậy không có cách nào nhắm chừng, bởi vì các thần dạ du được đầu tư kia, nhất định là giai đoạn chúa tể. Nói không chừng khi nào liền trùng kích cấp bậc thái dương chi chủ. Cho nên, bang phái chúng ta tương lai một năm quy hoạch phát triển, là tập thể tấn thăng chúa tể sao? Anh gà đỏ bẻ tay, thiên hạ quy hỏa lạnh lùng nói, từ giờ trở đi đến cuối năm sau, nhiều nhất ba lần phó bản giết chóc cỡ lớn mỗi lần nhiều nhất ba chúa tể trừ phi chúng ta có thể bao hết danh ngạch ba lần phó bản anh gà đỏ cả giận nói tôi chỉ đùa một chút cậu mỗi lần đều phá muốn đánh nhau có phải hay không trương nguyên thanh nâng nâng tay trầm giọng nói ở lúc tôi nói chuyện xin đừng ngắt lời anh gà đỏ vẫn phục hắn lập tức giữ im lặng trương nguyên thanh tiếp tục nói câu lạc bộ tử thần và công hội thương nhân xung đột là khúc nhạc dạo của hai trận doanh lớn quyết chiến trước mắt chúa tể còn chưa xuống sân đối với các người mà nói đây là một cơ hội rất tốt sớm xuống sân thích ứng tiết tấu chiến đấu làm chuẩn bị cho tương lai quyết chiến bây giờ quyết định một phen đội trưởng ở mặt ngoài của đoàn đội quan nhã em là thám báo vị trí này liền giao cho em trương nguyên thanh chưa mang chuyện nằm vùng nói cho mọi người của đoàn đội cái đó không quan hệ với tín nhiệm chuyện càng quan trọng càng không thể lộ ra hắn lại nhìn về phía người khác, ai đi linh cảnh của tôi bây giờ là, cú mang sao, thú vương cấp 4, trợ thủ của quan nhã. Mọi người nhớ kỹ, đặc biệt anh gà đỏ, đừng nói lỡ lời. Cú mang là thân phận phó thanh dương làm ra cho hắn, nhưng không phải tự bịa ra, cú mang là một thành viên của bạch hổ vệ, trên danh nghĩa thuộc phân bộ Tùng Hải. Thiên phạt cho dù phái người tới Tùng Hải điều tra, tin tức đạt được cũng sẽ không thay đổi. Trừ phi tra tới trên đầu Bạch Hổ Vệ, nhưng Bạch Hổ Vệ là thế lực tâm phúc của Phó Thanh Dương, hơn nữa ngày thường mai danh ẩn tích, cực kỳ hạ thấp, muốn tìm bọn họ độ khó cực cao. Tầng thân phận này rất ổn, chính sự tán gẫu xong, mọi người tiếp tục dùng bữa. Cơm nước xong, bọn họ muốn đi gặp hai người lãnh đạo cao nhất của phân bộ thiên phạt New York Thủ tịch chấp hành quan Son Met cùng kiểm sát trưởng Winnie Buren. Thành viên bang phái người chết trở về, cấp bậc phổ biến ở cấp 5, cho dù ở ngũ hành minh, thiên phạt tổ chức lớn như vậy, cũng là chấp sự cao cấp trụ cột vững vàng, đủ để chúa tể coi trọng. Bữa chưa kết thúc, mọi người rời khỏi phòng họp, vào thang máy tới tầng 101. Từ tầng 100 bắt đầu, đến tầng đỉnh 108, đều là nơi làm việc của thiên phạt. Ở trong phòng hội nghị cỡ lớn của tầng 101, Trương Nguyên Thanh gặp được Winnie Buren. Cô so với hình tượng trên ảnh chụp càng thêm xinh đẹp tươi sống hơn, mặc áo sơ mi trắng cùng quần dài, mái tóc dài màu nâu hơi uốn xoăn thả trên vai, mũi cao cao, đôi mắt thâm thúy, đường nét khuôn mặt duyên dáng phát thảo ra ngũ quan lập thể tinh xảo, chương 2264, nhập chức 2. Tuổi khoảng 30, chính là giai đoạn gợi cảm nhất trưởng thành nhất của phụ nữ. Khuôn mặt của cô như bao phủ xương lạnh, khí chàng nghiêm túc thường thường sẽ làm người ta lướt qua vẻ đẹp của cô, làm người ta không tự giác sinh lòng kính sợ. Trừ Winnie Buren, trong phòng hội nghị cỡ lớn chỉ có vài nữ nhân viên văn chức mặc váy ống phụ trách tiếp đãi, bưng trà rót nước cũng không có bóng dáng của thủ tịch chấp hành quan mét. Quả thật xinh đẹp, khí chất không thể bắt bẻ, tình nhân của Ma Quân người nào cũng xinh đẹp. Trong lòng Trương Nguyên Thanh cảm khái, không khỏi nhớ tới mấy câu danh ngôn kia. Người cười Ma Quân chết sớm, Ma Quân cười người ít tình nhân. Không tiện uyên ương, không tiện tiên, hâm mộ Ma Quân mỗi một thiên ngày. Ánh mắt Winnie Burren bình tĩnh đảo qua 18 vị linh cảnh hành giả của ngũ hành minh, thản nhiên nói. Tôi tên Winnie Burren, kiểm sát trưởng thiên phạt phân bộ New York, về sau là thủ trưởng trực tiếp của mọi người. Trong lúc làm việc ở New York, các người phải phục tùng an bài của tôi. Trong cuộc sống nếu gặp phiền toái, cần trợ giúp, có thể tìm trợ lý của tôi. Giọng nói của cô lạnh nhạt, nhưng nói là tiếng chung, tuy không phải đặc biệt tiêu chuẩn, nhưng giọng trong trẻo bình thản, phi thường dễ nghe. Từ chi tiết này có thể nhìn ra, vị kiểm sát quan lạnh lùng xinh đẹp này không phải tính cách bảo thủ, cuồng vọng tự đại. Nói xong, Winnie nhìn về phía cô gái có tàn nhang mở nhạt bên cạnh. Emma mặc phải ống cùng áo sơ mi trắng cười nói, tôi tên Emma Smith. Chuyện công tác cùng sinh hoạt đều có thể tìm tôi. Bộ trưởng Winnie là kiểm sát quan công chính nghiêm túc, mọi người có thể yên tâm tin cậy. New York gần đây không yên ổn, tổ chức tà ác ý đồ đảo điên sự thống trị của hợp pháp. Còn chưa dứt lời, anh gà đỏ đã xen mồm nói, hai trận doanh lớn quyết chiến sắp bắt đầu rồi, cái này chúng tôi biết, cô không cần lắm lời. Winnie cùng Emma đồng thời nhíu mày. Quan Nhã thản nhiên nói, vị này là hỏa ma của đoàn đội chúng tôi. Nghe vậy, uni cùng emma đồng thời giãn lông mày ra không quan tâm nữa người sau tiếp tục nói gần đây new york rất không yên ổn tôi hy vọng các người ở trong lúc sinh hoạt cố gắng hạ thấp bớt tham gia hoạt động chợ đen ít đi tụ hội của tổ chức hành giả không thuộc chính phủ mặt khác cố gắng đừng lui tới với nghề nghiệp ái dục nghe được bớt lui tới với nghề nghiệp ái dục mọi người của bang phái người chết đều mịt mờ liếc về phía trương nguyên thanh uni cùng emma chú ý tới ánh mắt của các thánh giả ngũ hành minh không khỏi nhìn về phía Trương Nguyên Thanh. Người này ngũ quan thanh tú, khí chất ôn hòa, là cậu nhóc to xác cả người lẫn vật vô hại, Winnie cùng Emma xem qua tư liệu, trong đầu nhanh chóng hiện lên tư liệu của Trương Nguyên Thanh. Cú mang, thú vương, cấp 4, như vậy xem ra, người này là một yêu loại ham muốn mạnh, khát vọng sinh sôi nảy nở. Tôi sẽ ước thúc đồng bạn, quan nhã đáp lại một câu, sau đó nói tôi hy vọng trợ lý Emma có thể mang tình thế trước mắt, tin tức các tổ chức tà ác lớn, tin tức tổ chức hợp pháp, Tập hợp một fan gửi cho tôi, người Hoa quốc chúng tôi chú ý, biết người biết ta trăm trận trăm thắng, ở trước khi tình báo cơ sở tới nơi, chúng tôi sẽ không chấp hành bất cứ nhiệm vụ nào. Emma khẽ gật đầu, lộ ra vẻ mặt khen ngợi, "Không hổ là thám báo của phó gia, tôi sẽ mau chóng gửi tư liệu cho cô." Buổi tối ngày mai, tôi tính sắp xếp một tụ hội, mời tinh nhuệ giáo hội Hải Thần, hiệp hội Mỹ thần tham gia, vừa lúc cho các người làm quen một fan tổ chức hợp pháp ở New York. Hai bên lại trao đổi một lát. Bộ trưởng Winnie tuyên bố tan họp. Sau đó, cô nhìn về phía quan nhã, nói cô ở lại một chút. Emma thì nói, mọi người đi theo tôi, tôi sắp xếp khu vực làm việc cho các người. Trừ quan nhã, mọi người theo Emma rời khỏi phòng họp. Đợi cửa phòng họp đóng lại, Winnie Buren nhìn chầm chầm quan nhã, nói tôi nghe nói, cô là bạn gái của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Quan nhã vẻ mặt buồn bã, nhưng rất nhanh khôi phục, gật gật đầu. Cô nhớ cái thiết lập đau đớn mất đi tình yêu của mình. Winnie Burren trầm ngâm vài giây, thử nói. Cô có từng thấy một cái loa nhỏ ở trên người hắn hay không? To cỡ bàn tay, có thể thu audio, có thể thổi ra kèn sona cùng tiếng trống, phẩm chất siêu phàm, nhưng có đôi khi biểu hiện ra năng lực, lại sẽ làm người ta hoài nghi phẩm cấp chân thật của nó. Quan nhã làm ra bộ dạng nhớ lại, nói có, hắn quả thật có đạo cụ có thể phát ra kèn sona cùng tiếng trống, nhưng luôn giấu ở trong túi đeo hông, chưa bao giờ bại lộ ở tầm nhìn công chúng. Uyên đi thẳng vào vấn đề nói, Hắn có để lại món đạo cụ đó cho cô không? Tôi hy vọng có thể mua món đạo cụ đó, giá cô tùy tiện đưa ra. Chương 2265, làm khó dễ một. Món đạo cụ đó của Nguyên Thủy rất quan trọng, khiến Wini coi trọng như thế. Trong lòng Quan Nhã hiện lên nghi hoặc, lắc đầu nói: "Xin lỗi, về đạo cụ Ma Quân, hắn không để lại cho tôi, cũng không để lại cho Phó Thanh Dương. Món đạo cụ kia cô muốn, hẳn là đã theo hắn trở về linh cảnh." Wini bình tĩnh nhìn cô một lát, chưa nói cái gì, hờ hững đứng dậy, rời khỏi phòng họp. Tầng 104, Emma sắp xếp cho tiểu đội viện trợ ngũ hành minh một khu vực làm việc rộng rãi, mỗi một vị thánh giả đều có văn phòng riêng, trợ lý siêu phàm thì ở khu vực công cộng. Rio Asano xin gia nhập, được Emma cho phép, kích động về thu thập đồ đạc. Trương Nguyên Thanh bưng một chén nước, đứng ở cạnh máy nước uống, nói chuyện phiếm với các thánh giả. Chưa nhìn thấy son mét, chúng ta trực thuộc Winnie Burren. Lấy thực lực đoàn đội chúng ta. Son không có khả năng không tranh thủ. Thiên hạ quy hỏa gật gật đầu, nói rõ Son đã thất bại, chỉ có thể nhường chúng ta cho Winnie. Tôn miểu miểu nhíu mày, nếu như vậy, chúng ta liền không thể không chọn phe. Nói thật, tôi cũng không muốn cuốn vào trong tranh đấu rắc rối phức tạp. Không, thiên hạ quy hỏa lắc đầu nói, chọn phe là bắt buộc, chúng ta những vị khách tới từ bên ngoài này, nếu không chọn phe, vậy sẽ bị hai bên bỏ qua, trở thành vật hy sinh của trận chiến tranh trận doanh này, thánh giả ngũ hành minh chết, vẫn tốt hơn tâm phúc của mình chết. Chọn phe rồi cũng có thể làm vật hy sinh, Triệu Thành Hoàng lạnh lùng nói, cái này phải xem năng lực lãnh đạo của quan nhã đội trưởng. Trương Nguyên Thanh cười cười, thiên hạ quy hỏa nhìn về phía Trương Nguyên Thanh, tôi đề nghị cô ấy hướng Nguyên lấy lòng, hoặc là tìm cơ hội tiếp xúc với Son Mét một phen. Vậy không được, anh gà đỏ lập tức phản đối, tôi nhớ rõ Rio San từng nói, có một người họ mét từng bắt nạt cô ấy. Chúng ta nếu đầu nhập vào son mét, chẳng phải là đẩy Rio San vào trong hố lửa sao. Trong đoàn đội, phải tính anh gà đỏ giảng nghĩa khi nhất. Lúc này, quan nhã đi vào khu làm việc, nhíu mày, tâm sự nặng nề. Làm sao vậy, Trương Nguyên Thanh vẫy tay gọi cô. Quan nhã tới gần, nhỏ giọng nói, Winnie muốn mua một món di vật ma quân. Em nói lúc anh chết, chưa để lại di vật cho em, Winnie tựa như không tin. Ồ, oh, anh gà đỏ sửa lời nói, vậy chúng ta vẫn là đầu nhập vào son mét đi. Thiên hạ quy hỏa nhân cơ hội trào phúng nói, không hổ là lăn lộn xã đoàn, rất biết điều. Trương Nguyên Thanh đang muốn nói chuyện, chợt nghe ở cửa văn phòng truyền đến tiếng Rio Asano quát. Brady Med, mời anh đừng dây dưa tôi nữa, bằng không tôi sẽ hướng bộ giám sát tố cáo anh, sau đó tự mình điều tra anh. Tiếng quát của Rio Asano hấp dẫn đám người Trương Nguyên Thanh chú ý, sau đó, bên ngoài truyền đến giọng một người đàn ông. Ô, hôm nay đột nhiên tràn đầy tự tin, hiểu rồi, tôi nghe nói cô là thành viên bang phái của nguyên thủy thiên tôn trong đội ngũ ngũ hành minh phái tới đây làm việc cho chúng ta có mấy kẻ là thành viên bang phái của cô nói tới đây người nọ bật cười một tiếng cho nên tự cho rằng đã có chỗ dựa buồn cười ở liên bang tự do ở thiên phạt người cô có thể dựa vào chỉ có tôi thiên hạc tổ các người có thể dựa vào cũng chỉ có thiên phạt ngũ hành minh những kẻ đó chỉ là đến làm việc hiểu không rio asano căm giận nói anh là tên vô sỉ lại yếu đuối người nọ nghe vậy giọng điệu trầm xuống rio asano cô thật sự là con nhóc thiếu kinh nghiệm xã hội ngây thơ lại ngu xuẩn nếu cô có được kinh nghiệm xã hội nhất định nên biết kết giao với tôi mới là lựa chọn chính xác nếu cô có được kinh nghiệm xã hội nhất định liền sẽ biết đắc tội tôi cô cùng thiên hạc tổ đều sẽ gặp chuyện không ổn nhưng cô chỉ mang lời của tôi coi là uy hiếp bình thường không tôi nói cho cô đó không phải uy hiếp là hiện thực sắp đến nghe đến đó trương nguyên thanh quay đầu nhìn về phía anh gà đỏ kinh ngạc nói anh còn đang chờ cái gì thế này cũng có thể nhịn lao ra xử lý hắn đi anh gà đỏ vẻ mặt mờ mịt tôi nghe không hiểu bọn họ đang nói cái gì ồ là mình sơ suất rồi mình thế mà cảm thấy hỏa sư sẽ nghe hiểu ngoại ngữ trương nguyên thanh lập tức đi ra khỏi khu vực làm việc ở trong hành lang thấy được rio asano ôm thùng giấy còn có một thanh niên tóc vàng mắt xanh ngũ quan tuấn tú nét mặt tỏa ra sự bất thường người này mặc âu phục màu lam nhạt có sự chú ý có phần ngạo khí ức hiếp người ta làm người ta không quá thoải mái. Đám người quan nhã theo đó đi ra, Rio Asano thấy bang chủ đi ra, như chìm én lướt qua đầu rừng chạy tới, dựa ở bên cạnh hắn, nghĩ một chút, lại yên lặng tựa vào bên cạnh quan nhã. Quan nhã mới là lãnh tụ của đoàn đội, người trẻ tuổi Âu Phục Màu Lam nhìn thấy quan nhã cùng tôn miểu miểu, mắt sáng lên, nhịn không được oao wow một tiếng. chương 2266, làm khó dễ hai. Làm thám báo, quan nhã chỉ nhìn lướt qua, đã quan sát ra nội tâm đáng khinh của người này, như mày nói, người này chính là Brady Met. Rio Asano dùng sức gật đầu, chính là hắn. Trương Nguyên Thanh nhìn hai người, cái gì Brady, chuyện là thế nào? Rio Asano thấp giọng giải thích, Brady Met chính là kẻ thường xuyên bắt nạt tôi, hắn là người gia tộc Met, thủ tịch chấp hành quan Son Met là chú ruột của hắn. Brady có rất nhiều bạn gái, duy trì quan hệ tình nhân với nhiều nữ đồng nghiệp trong văn phòng. Trong khoảng thời gian này tôi làm việc ở thiên phạt, Hắn thường xuyên dây dưa tôi, bắt đầu là tặng quà, hẹn tôi đi ăn, sau khi bị tôi từ chối vài lần, hắn liền uy hiếp tôi, nói nếu tôi không kết giao với hắn, liền sắp xếp tôi tham dự nhiệm vụ có tính nguy hiểm cao, liền phái chỉ đạo tổ cướp đoạt chủ quyền của Thiên Hạc tổ. Hắn còn đóng băng thẻ ngân hàng, thẻ tiền lương của tôi ở New York, trợ lý Emma ra mặt mới giải đóng băng, nhưng trợ lý Emma cũng không thể trêu vào hắn, chỉ có thể cảnh cáo. Tôi cảm giác hắn gần đây kiên nhẫn càng ngày càng thấp may mà tôi lúc bình thường sẽ ở phân bộ thiên phạt lại là giai đoạn thực tập còn chưa đi ra làm nhiệm vụ bằng không phương thức đàn ông đạt được phụ nữ vĩnh viễn chỉ có ba loại một tiền tài hai cảm tình ba bạo lực bất cứ giai tầng nào cũng giống nhau anh gà đỏ nghe vậy nắm tay nhất thời liền cứng rắn cô không phải làm việc ở ngành kiểm sát sao loại người này không thể trải qua nổi điều tra nhỉ thủ trưởng của cô kiểm sát trưởng kia là quả hồng mềm sao là phế vật sao thiên hạ quy hỏa không bỏ qua bất cứ một cơ hội bóc mẽ nào lạnh lùng nói loại người bối cảnh cùng ra thế này trước khi chỗ dựa rớt đài anh cho dù đặt bằng chứng ở trên bàn làm việc của kiểm sát quan cũng sẽ bị coi là rác rưởi ném vào thùng rác khi nói chuyện brady med kia đã đi tới đứng ở trước mặt quan nhã mắt tỏa sáng vươn tay ra chào cô tôi là brady med thủ tịch chấp hành quan son med là chú tôi tối nay có thời gian hay không tôi muốn mời bạn bè ngũ hành minh các người dùng bữa Quan nhã cúi đầu nhìn một cái, chưa đưa tay. Đừng đi, Rio Asano dùng tiếng chung nói, tôi nghe nói hắn thường xuyên lấy tụ hội, dùng bữa làm lý do, bỏ thuốc cưỡng gian, dụ dỗ gian dâm phụ nữ, trước kia từng xảy ra vài lần. Ừm, Brady nghe không hiểu tiếng chung, anh gà đỏ lập tức mắng, ngu ngốc, cút, Brady mét biến sắc, tức giận nhìn anh gà đỏ, mày nói cái gì? Hắn theo đó mắng một tiếng phắc, thế này không phải có thể nghe hiểu sao, anh gà đỏ lảm nhảm, sau đó giơ nắm tay muốn đánh quỷ tây ngu ngốc dám mắng tao anh không phải cũng có thể nghe hiểu từ đơn mắng chửi người sao quan nhã nâng tay đặt lên bả vai anh gà đỏ ngăn cản hỏa sư tính tình nóng này nhìn về phía brady dùng ngoại ngữ tròn vành rõ chữ đáp lại cảm tạ lời mời có thời gian chúng tôi sẽ đi bây giờ là thời gian làm việc mời ngài mét trở về cương vị của mình nói xong dẫn theo rio asano muốn về khu làm việc thấy thế brady mét vội vàng bước lên vài bước cản đường mặt dày mày dạn cười nói, ở thiên phạt, từ chối đồng nghiệp mời là hành vi rất không lễ phép, cho nên. Còn chưa dứt lời, Trương Nguyên Thanh nghiêng người nhấc chân, xét đánh không kịp bưng tai đá ra một cước. Brady mét phản ứng cực nhanh, nhảy về sau một cái tránh đi cú đá này, đạp gió, trượt ra mấy mét. Mày dám công kích tao, Brady ngây người, hắn không ngờ ở sau khi mình báo ra danh hiệu, lũ khỉ da vàng của đại khu thứ hai này còn dám ra tay với hắn. Brady hung tợn nhìn chằm chằm Trương Nguyên Thanh, lạnh lùng nói, mày có phải muốn chết ở New York hay không, khi ra vàng ti tiện, mày cho dù quỳ xuống nhận sai, tao cũng sẽ không tha cho mày. Đi thiên đường hướng thượng đế sám hối đi, bởi vì mày đã chọc tới tao. Quan nhã lần nữa đè lại bả vai anh gà đỏ, nhìn chằm chằm Brady Met, đừng chọc vào bọn tôi, nếu anh không muốn ở trong cao ốc hỗn chiến. Cô nhìn ra nguyên thủy một cước đó đã lưu tình, chỉ là cảnh cáo, liền biết hắn cũng không muốn ở nơi này đánh nhau. Brady mét lạnh lùng nhìn chằm chằm bóng lưng bọn họ vài giây, quay đầu rời đi. Hắn đi thang máy quay về tầng lầu của bộ chấp hành, dùng sức đẩy ra cửa phòng làm việc, từ trong tủ rượu lấy ra một chai rượu whisky, rót nửa ly, uống một hơi cạn sạch. Cốc cốc, cửa kính mờ bị gõ vang, một người trung niên tóc vàng mắt lam, tóc vuốt ngược đẩy cửa mà vào. Thiếu gia Brady, ngài từng gặp đội ngũ viện trợ của ngũ hành minh rồi. Là bọn họ chọc ngài tức giận sao? Người trung niên không người nói. Richardson, Tôi muốn làm thịt con lợn da vàng ngũ hành minh kia, tôi muốn làm thịt hắn. Brady dầm đặt ly thủy tinh xuống, nghiến răng nghiến lợi nói. chương 2267, làm khó dễ ba. Richardson là linh cảnh hành giả gia tộc mét bồi dưỡng, cũng là trợ lý của hắn, phụ trách ăn mặc ngủ nghỉ cùng làm việc, các phương diện. Là người Brady tín nhiệm nhất, Richardson tuổi chừng 50, yên lặng nghe xong thiếu gia kể, nói. Thiếu gia, bọn hắn chỉ là một đám khi còn chưa khai hóa, không đáng ngài ra tay. Chấp hành quan đại nhân sẽ không muốn nhìn thấy ngài sinh ra xung đột với người của ngũ hành minh. Tôi biết, Brady hít sâu một hơi, nhưng bọn họ dù sao cũng là người của Winnie Buren, chú có thể không nhìn những con kiến đó, bởi vì nhằm vào con kiến là vũ nhục thân phận của chú ấy, nhưng tôi phải làm chút gì đó. Nhớ kỹ, ở New York, đàn ông dốc túi truyền thụ cùng cô gái đường hẻm hoan nghênh, đều cần cảnh giác. Trong văn phòng, Trương Nguyên Thanh Ân cần dạy bảo đối với các thánh giả bang phái, nhất là nghề nghiệp ái dục đường hẻm hoan nghênh các cô ấy chẳng những sẽ kẹp ngươi cả người như nhũn ra còn có thể kẹp đến ngươi táng ra bại sản anh gà đỏ anh là hỏa sư tinh lực tràn đầy nhất định phải chú ý tránh né anh gà đỏ không phục thiên hạ quy hỏa cũng là hỏa sư sao cậu không nói hắn thiên hạ quy hỏa thản nhiên nói so sánh với trả giá vượt mức tôi càng thêm am hiểu áp chế dục vọng cậu cũng chỉ tiếp nhận chơi miễn phí thôi anh gà đỏ đánh chúng trọng tâm Chơi miễn phí quả thật không nên, dù sao một tấc quang âm một tấc vàng. Trương Nguyên Thanh đang muốn nói chuyện, chợt thấy ở cửa có đầu viên đình thò vào, trong ánh mắt lóe ra tò mò hóng hớt. Gã này là ai, vì sao các người đều nghe hắn? Viên đình hồ nghi nói, hắn chú ý cú mang này rất lâu rồi. Cú mang ra lệnh một tiếng, đám người tôn miểu miểu liền lon ton vào văn phòng, cú mang ở bên máy nước uống uống nước, đám người tôn miểu miểu liền ton ton tới gần. Nhiễm nhiên là thú cưng của cả nhóm, một thú vương nho nhỏ không tiếng tăm gì, dựa vào đâu? Mọi người quay đầu nhìn hắn một cái, Đồng Thanh nói, anh không cần biết, chúng tôi sẽ không nói cho anh. Viên Đình như bị sét đánh, vẻ mặt đau đớn ôm ngực, giống như người bị bệnh tim. Lúc này, Tôn Miểu Miểu nắm cổ áo, run lên, nhìn xung quanh, nói, nóng quá, sao đột nhiên nóng lên rồi? Thiên hạ quy hỏa cảm ứng, nhiệt độ không khí nhanh chóng tăng lên, trước mắt là 31 độ. Điều hòa thổi ra là gió nóng. Trời nóng bật gió nóng, thời tiết trung tuần tháng 10 vẫn nóng bức như cũ, rời khỏi máy lạnh không sao sống được. Quan Nhã vội vàng bảo trợ thủ siêu phàm xem xét điều hòa, mới phát hiện điều hòa bị người ta chỉnh thành hình thức làm nóng, nút điều tiết mở cũng bị phá hư. Tìm Lễ Tân của Thiên phạt sửa chữa, Lễ Tân mặt đầy nụ cười đáp ứng, nhưng nhân viên sửa chữa chậm chạp không đến. Ngay tại lúc đám người ngũ hành minh nóng toát mồ hôi đầy người, khu vực làm việc này lại mất điện. Máy tính không mở được công việc trong tay không làm được nữa, khu vực làm việc lại oi bức, nhân viên sửa chữa trước sau không thấy bóng dáng, quan nhã liền dẫn theo 18 người của đoàn đội đến khu vực hoạt động, vừa xài ké điều hòa, vừa thúc giục lễ tân liên hệ nhân viên sửa chữa. Nhưng lễ tân trước sau như một cười đáp ứng, trước sau như một mặc kệ mọi chuyện. Thế này còn chưa xong, ngay tại lúc thành viên ngũ hành minh lửa giận đầy mình, có kẻ gây chuyện đã tới. Hai kẻ mặc áo sơ mi, cúc áo ở cổ áo mở ra, lộ ra bộ ngực cường kiệt, tay áo sắn đến khuỷu tay lộ ra cánh tay trắng kiện rất có khí chất côn đồ áo sơ mi hai thành viên thiên phạt tính mục đích rõ ràng đi đến liếc xéo nhìn thành viên ngũ hành minh đứng đầy khu nghỉ ngơi hùng hổ nói ô mi gót khu nghỉ ngơi bị một đám nước ngoài không văn hóa không tố chất chiếm lĩnh nơi này là khu vực công cộng không phải khu làm việc của các người mời cút về đi một thám báo của ngũ hành minh nhẫn nại tiến lên giải thích rất xin lỗi điều hòa khu vực làm việc của chúng tôi hỏng rồi điện cũng cúp còn chưa dứt lời đã bị một thành viên thiên phạt khác hung hăng đẩy một phát cút về đi các người cái lũ không có tố chất này linh cảnh hành giả đại khu thứ hai đều là cứt thám báo kia lảo đảo một cái lui về phía sau suýt nữa ngã xuống trên mặt hắn đầy lửa giận lại giận mà không dám nói gì dù sao đây là địa bàn của người ta hơn nữa thiên phạt làm tổ chức chính phủ mạnh nhất đương thời bá đạo cường thế đã một thế kỷ trong lòng quan phương hành giả của ngũ hành minh có nỗi sợ bẩm sinh đầu không ngừng nổi lưng không thẳng nổi, tự cảm thấy kém một bậc. Hiển nhiên là có người đang nhằm vào bọn họ, các siêu phàm hành giả ngũ hành minh vừa nghẹn khuất vừa giận dữ, lại tìm không thấy cấp trên có thể làm chủ. Trong WC si luyện nhảy cao quá lắm rồi, ngoài thân anh gà đỏ bùng nổ ánh lửa, như đạn pháo bắn ra, lao về phía hai tên phong pháp sư của thiên phạt. Hắn nhịn rồi lại nhịn, nhịn không được nữa. Trường 2268, đầu danh trạng một Đúng lúc này, trong hành lang cạnh khu sinh hoạt nổi lên một trận cuồng phong, ô một tiếng, ở trong hành lang toát ra tiếng giết thê lương. Một giây sau, anh gà đỏ viên đạn pháo này đã bị thổi bay ra, và mạnh vào trên bức tường trắng như tuyết, thân tường vỡ ra vết nước cháy đen. Bên trái hành lang, một người đàn ông trung niên tuổi chừng 50, má lõm xuống, tóc vuốt ngược, ở trong không khí gào thét đi tới, con người màu nâu nhạt nghiêm khắc đảo qua đám người ngũ hành minh, nói. Tự tiện công kích đồng nghiệp, xem tình tiết nặng nhẹ từ phạt tiền, giam cầm cùng tử hình. Các người tuy là thành viên Ngũ Hành Minh, nhưng nếu xúc phạm luật pháp Thiên phạt, đều sẽ không dễ dàng bỏ qua. Ông con mẹ nó là ai?" Anh gà đỏ lau lau vết máu khóe miệng, nhe răng trợn mắt. Người trung niên thản nhiên nói, "Người duy trì bảo vệ trật tự, mặt khác, ở New York, ở Thiên phạt, phải dùng tiếng Anh, đây cũng là quy củ." Các hành giả siêu phàm của Ngũ Hành Minh giận mà không dám nói gì, người này thoạt nhìn là chấp sự cao cấp của Thiên phạt, lúc điều hòa bị phá hắn không ra, khi cúp điện, hắn cũng không ra. Bây giờ trái lại đã đi ra, hắn là ai? Trương Nguyên Thanh nhìn về phía Rio Asano bên cạnh, hắn là trợ lý, thư ký kiêm vệ sĩ của Brady, Richardson, cấp 6 phong pháp sư. Rio Asano tức giận bất bình, quả nhiên là Brady đang dở trò quỷ, làm sao bây giờ? Cần nói cho trợ lý Emma hay không? Emma đẩy ra cửa phòng làm việc, nhìn về phía bộ trưởng Winnie sau bàn xa hoa, thấp giọng nói. Ta nghe nói Brady mét cắt được đường điện khu làm việc của tiểu đội viện trợ, ở trước đó, còn để những người trẻ tuổi đó hóng gió nóng một giờ. Bộ trưởng, cần tôi ra mặt can thiệp hay không? Winnie Burren bưng ly nước lên uống một ngụm, hỏi ngược lại, bọn họ có tìm cô trợ giúp không? Emma lắc đầu chưa, chẳng qua bọn họ thiếu chút nữa ở khu nghỉ ngơi sinh ra xung đột với người của bộ chấp hành, nếu bởi vậy trái với kỷ luật, ngài cũng không dễ bảo vệ bọn họ, đây chính là mục đích của Brady Med. Son Mét sẽ không cam lòng đám thánh giả này của ngũ hành minh, trở thành cấp dưới nghe lời bộ trưởng Winnie. Không đạt được thì hủy diệt, Winnie lắc đầu nói, Son là kẻ ngạo mạn đến mức làm người ta chán ghét, hắn sẽ không dùng loại thủ đoạn cấp thấp này nhằm vào tiểu tử giai đoạn thánh giả. Giọng nói cô bình tĩnh, cười nói, không cần phải quản, để bọn họ tự xử lý, nếu chút việc nhỏ này cũng không xử lý được, ở lại chỗ này cũng là chịu chết, tôi sẽ điều bọn họ về nước. Trong đoàn đội ngũ hành minh, quan nhã kia là người dẫn đầu, nhưng lúc bọn họ vào phòng họp, vào trước là cú mang, đi ra ngoài trước cũng là cú mang. Tôi hoài nghi hắn mới là kẻ quyết sách của đoàn đội. Cô có phát hiện đám thánh giả này cấp bậc quá cân đối hay không, phổ biến đều là cấp 5, cấp bậc cùng thân phận quan nhã, không đủ để xứng với vị trí thủ lĩnh. Cô vừa lúc mượn chuyện này nhìn xem, xem người xử lý sự việc là quan nhã hay cú mang. Ngài có hứng thú đối với hắn, Emma nói, uyên ni ừng một tiếng, khóe miệng tinh xảo nhếch lên, hy vọng là trợ thủ đắc lực, mà không phải kẻ khờ không có trí tuệ. Tôi đã rõ, Emma không người, rời khỏi văn phòng. Winnie Buren không phải kẻ điếc người mù, cô ấy nếu muốn ra mặt, chúng ta đã không cần ngồi ở chỗ này. Trương Nguyên Thanh thản nhiên nói, Rio San, cô biết Brady Met ở tầng nào không? Biết, Rio Asano gật đầu như gà con mổ thóc. Trương Nguyên Thanh nhìn về phía hai bên hành lang, thấy trong khu làm việc cùng tầng, rất nhiều thành viên thiên phạt thò đầu ra xem náo nhiệt, có người cười hì hì trâu đầu ghé tai, có người vẻ mặt đầy vui sướng khi người gặp họa. Tựa như đã quen trường hợp linh cảnh hành giả nước ngoài ở thiên phạt bị bắt nạt, quen bọn họ nghẹn khuất giận mà không dám nói gì. Xem xong rồi, sau khi tan tầm còn có thể làm đề tài câu chuyện trên bàn ăn. Trương Nguyên thanh thính lực tiếng Anh không tốt, nhưng cũng có thể nghe hiểu một ít đoạn ngắn, làm tốt lắm Osman lúc ở Hoa Quốc cũng bị nhầm vào thiên phạt không phải dễ chọc Richardson. Là Brady muốn giáo huấn bọn họ những kẻ đáng thương, thu hồi ánh mắt, hắn nhìn về phía đám người thiên hạ quy hỏa, đấu đá văn phòng tôi không quá quen thuộc, mọi người có đề nghị gì? Nếu không có, tôi liền dựa theo phương pháp của mình xử lý. Anh tùy ý, quan nhã nói, đừng giết người là được, Triệu Thành Hoàng là người phúc hậu, Trương Nguyên Thanh bỏ qua đồng bạn ở bên, đi về phía người trung niên tên là Richardson, dừng ở trước mặt hắn, nói, ông chuẩn bị xong chưa? Người trung niên ngạo nghễ nhìn hắn, nhíu nhíu mày, cái gì? Chuẩn bị tốt bị thú vương áp sát chưa? Trương Nguyên Thanh đột nhiên tung một cú đấm, đánh thật mạnh vào bụng người trung niên, đánh hắn đôi mắt lồi ra, theo bản năng cúi người khom lưng. Không đợi người trung niên hồi lại, Trương Nguyên Thanh lại ba đòn đấm thọc, tiếp theo một cú xoay người giật trỏ, chúng vào bên má. Trương 2269, đầu danh trạng hai. Thân thể người trung niên siêu vẹo, đầu va dầm vào trên tường trắng của hành lang, bức tường cứng rắn trực tiếp lõm ra một cái hố nông. Người trung niên vô lực ngã xuống đất, hồn mê bất tỉnh giống phong pháp sư loại nghề nghiệp thể chất gầy yếu này không chút phòng bị bị nghề nghiệp cận chiến áp sát cơ bản chính là nháy mắt hạ gục ôi lại chúa hắn đang làm gì kẻ này là ai hắn có biết mình đang làm gì hay không hắn tập kích một vị chấp sự cao cấp đây là khiêu khích khiêu khích thiên phạt chúng ta mau bắt hắn quần chúng hóng hớt cách đó không xa ồ lên cú quay xe này ra ngoài bọn họ đoán trước linh cảnh hành giả của ngũ hành minh khi nào cường thế như vậy ở đại bản doanh thiên phạt ấu đã chấp sự cao cấp của thiên phạt, mấy năm qua, chỉ có ma quân từng làm loại chuyện này. Quan nhã bước lên một bước, mặt hướng về mọi người, dựng ngón tay như kiếm, nâng cánh tay chém xuống. Một vết kiếm dài nhỏ cắt đứt gạch sàn, từ dưới chân cô kéo dài mãi đến cuối hành lang, ép các thành viên thiên phạt kia đều lui trở về, chỉ có thể đi tìm chấp sự nhà mình. Ở trong ánh mắt khó có thể tin của hai thành viên gây chuyện, Trương Nguyên Thanh sách người trung niên hôn mê, nhìn về phía đồng bạn. Rio Asano, dẫn đường. Anh gà đỏ nhếch miệng cười, một người một quyền đánh ngất hai tên phong pháp sư, theo đồng bạn chạy vào thang máy. Trong thang máy, Rio Asano run rẩy ấn nút xuống tầng, run giọng nói. Sắp, sắp chịu xử phạt, sắp chịu xử phạt, tính cách yếu đuối thành thật, trước mắt cô chỉ học được tinh thần cúi đầu của đảo quốc, còn chưa lĩnh ngộ tuyệt học lấy hạ khắc thượng, thấy nguyên thủy thiên tôn bạo lực ra tay, đoán được ý tưởng của hắn, trong lòng hoảng hốt không chịu nổi. Cô xoay người nhìn quét mọi người, phát hiện mọi người đều vẻ mặt bình tĩnh, thậm chí có chút nóng lòng muốn thử. Đừng khẩn trương, không có việc gì. Trương Nguyên Thanh vỗ vỗ bả vai Rio Asano, an ủi. Một người trái pháp luật phải xử phạt, một đám người trái pháp luật thì lại khác. Thiên phạt cần cao thủ giai đoạn thánh giả, cô nói xem. Winnie Byron không muốn mất đi chúng ta, liền nhất định sẽ ra tay bảo vệ chúng ta. Lui một bước mà nói, cô ấy cho dù không bảo vệ được, thiên phạt muốn đồng thời xử lý nhiều thánh giả như vậy, cũng phải trải qua ngũ hành minh đồng ý, bằng không chính là sự kiện ngoại giao. Bây giờ thời điểm mấu chốt này, tôi đánh cuộc thiên phạt không dám cứng rắn như vậy. Nói xong, hắn trầm giọng nói Priosan, ở Hoa Quốc chúng tôi, có câu ngạn ngữ, đánh một quyền ra, miễn cho trăm quyền đến. Rio Asano không nói chuyện nữa, cô nhớ tới chiến tích huy hoàng của bang chủ, đây là một cuồng đồ dám chém giết chúa tể đỉnh phong, dám cùng ngũ hành minh ngọc đá cùng vỡ, sao có thể kiêng kỵ một gã Brady. Khi nói chuyện, thang máy tinh một tiếng, cửa thang máy mở rộng. Trương Nguyên Thanh sách người trung niên hôn mê bất tỉnh đi ra khỏi thang máy, một cước đạp vỡ cửa thủy tinh, không để ý tới lễ tân quát cùng cảnh cáo, dẫn thành viên đoàn đội đi thẳng vào. Không ít hành giả siêu phàm trong khu làm việc nghe tiếng mà đến, nhìn thấy Rio Asano dẫn đội, nhìn thấy đám hành giả ngũ hành minh này đeo thẻ công tác của thiên phạt, đều dừng chân đứng xem. Ở ngay phía trước, một gian kia treo tấm biển Brady. Rio Asano chỉ vào cửa phòng làm việc thứ ba bên tay trái, lớn tiếng nói trương nguyên thanh sải bước tiến lên nhảy lên tung một cước đạp vỡ cả cánh cửa thủy tinh bên bàn của văn phòng brady nheo mắt lười biếng tựa vào ghế dựa lưng vẻ mặt hưởng thụ phát ra tiếng thở dài thỏa mãn động tĩnh bất thình lình do hắn nhảy dựng cũng làm cô gái dưới gầm bàn kinh hãi brady mở mắt ra thấy người trẻ tuổi từng trực tiếp đá hắn một cước dẫn thánh giả ngũ hành minh đi đến Phác, hắn bật người dậy vội vàng kéo thắt lưng đang muốn chửi ầm lên ánh mắt quét đến Richardson như chó chết người trẻ tuổi sách trong tay, vẻ mặt ngưng trọng, tiếp đó lộ ra biểu cảm khó có thể tin. Trong lòng hơi khủng hoảng vài giây, Brady cười phá lên, khoái ý mưu kế thực hiện được trào lên trong lòng, bọn mày đã thương Richardson. Làm tốt lắm, tao chỉ có thể nói, bọn mày là một đám lợn da vàng đầu óc ngu si tứ chi phát triển. Lời còn chưa nói xong, bụng hắn bỗng nhiên đau đớn, hít thở khó khăn, nội tạng đau đớn co rút. Gian nan quay đầu nhìn lại, công kích hắn là cô gái ngọt ngào khuôn mặt tròn trịa, mắt rất to kia. Cô bây giờ không ngọt ngào một chút nào cả. May, Brady cố nén đau đớn, nhanh chóng mở ra ô vật phẩm, đồng thời ngưng tụ đao gió, ý đồ chém giết kẻ tập kích. Nhưng hắn một tên pháp sư máu giấy, bị mấy kẻ nghề nghiệp cận chiến, nghề nghiệp thích khách áp sát, nhất định không có khả năng phản kích. Anh gà đỏ bước nhanh tiến lên, một cú đá cao đá trúng cầm Brady, đá gãy hai cái răng cửa. Quan nhã theo sát sau đó bù thêm một cước chương 2270, đầu danh trạng 3. Trương Nguyên Thanh thì mang Richardson trong tay, coi như bao cát ném ra ngoài, một chủ một tớ đập vào nhau, đánh Brady khuôn mặt đau đớn vặn vẹo. Phế hắn, Trương Nguyên Thanh nói, không cần hắn nhắc nhở, các thánh giả kinh nghiệm phong phú biết rõ không thể cho phong pháp sư cơ hội phóng thích đao gió, nhanh chóng tiến lên vật lộn, combo liên tiếp hạ xuống. Không đến 5 giây, xương khớp toàn thân Brady gãy nhiều chỗ, hôn mê bất tỉnh. Từ đầu tới cuối, hắn ngay cả kêu thảm cũng chưa kịp phát ra. Ngoài văn phòng, một đám thành viên thiên phạt vây quanh ở cửa, trợn mắt cứng lưỡi nhìn đám nước ngoài hành hung. Dầm, Emma vội vàng đẩy ra cửa phòng làm việc của Bộ trưởng Winnie, vị thư ký nhìn quen sóng to gió lớn này, giờ phút này vẻ mặt dị thường khó coi, xông vào trong văn phòng, cấp bách nói. Bộ trưởng, ngũ hành minh những người đó, đánh Brady trọng thương rồi, là trọng thương. Winnie ngẩn ra một phen, khuôn mặt lạnh lùng xinh đẹp lộ ra nụ cười hiếm thấy, ai dẫn đầu làm. Cú mang, đưa bọn họ tới phòng họp, Winnie đứng dậy, sỏ giày cao gót đi ra ngoài, tôi đi gặp Son Mét một lần. Không bao lâu, tin tức chấp hành quan Brady, bị một đám người ngoại quốc đánh đau, nhanh chóng truyền bá ở trên group chat nội bộ, diễn đàn của thiên phạt. Đáng chết, mấy tên ngũ hành minh này kiêu ngạo như thế. Đồng nghiệp phân bộ New York đều là bọn nhát gan sao, tùy ý bọn họ bắt nạt. Tôi mua vé máy bay, Tôi muốn quyết đấu với hành giả Ngũ Hành Minh. Ngũ Hành Minh những kẻ đó, đại khái là cảm thấy mình đứng lên rồi à, hừ, không biết sống chết. Nếu là Nguyên Thủy Thiên Tôn kiêu ngạo như vậy, tôi liền nhận, mấy con chó con mèo kia cũng dám ở phân bộ Thiên phạt chúng ta dương oai. Quan phương hành giả các nơi phân bộ của Thiên phạt lòng đầy căm phẫn, khơi dậy cảm xúc cùng chung mối thù. Nhưng ở phân bộ Thiên phạt của New York, lại có không ít người vỗ tay trầm trồ khen ngợi, vui sướng khi người gặp họa người ngũ hành minh khiến tôi thay đổi quan điểm rồi bọn họ rất ít dám chủ động ra tay với chúng ta hơn nữa đánh còn là người gia tộc mét đáng tiếc chưa làm thịt brady tôi phát hiện gã này là ác ma hắn nên xuống địa ngục đã xem camera giám sát thằng nhóc đạp cửa kia là anh hùng muốn kết giao brady ở new york tiếng tăm rất kém lấy thân phận quyền lực từng cưỡng bức chiếm đoạt không ít nữ đồng nghiệp quan phương hành giả không vừa mắt với hành vi của hắn có rất nhiều trong phòng hội nghị các thánh giả ngũ hành minh ngồi ở bên cạnh bàn hội nghị, uống nước ấm. Bọn họ bị tạm thời nhốt ở nơi này, chờ đợi kết quả xử phạt của thiên phạt. Duy nhất viên đình không tham gia sự kiện đả thương người, vẻ mặt đầy u sầu nói, quá nửa phải bị trục xuất về nước, tôi còn chưa kịp hóng hớt ở New York. Hắn bởi vì không phải thành viên người chết trở về, bị cố ý vô tình xa lánh, dù sao Nguyên Thủy Thiên Tôn bây giờ dùng thân phận giả, có chút lời, viên đình là không thể nghe. Ở lúc đám người trương Nguyên Thanh ra tay nặng nề, Viên đình bởi vì khu vực làm việc quá nóng, đã sớm chuồn đi, dựa vào ngoại ngữ lưu loát cùng kho chuyện hóng hớt phong phú, cùng các nữ thành viên của thiên phạt dính lấy nhau. Khi Emma tìm được hắn, người này đang ở trong khu làm việc ăn đồ ăn vặt của nữ đồng nghiệp, chia sẻ với các cô tin đồn có 102 của Phó Thanh Dương, Nguyên Thủy Thiên Tôn. Không bao lâu, trợ lý Emma đẩy cửa mà vào, mặt lạnh, nói cú mang, Bộ trưởng Winnie muốn gặp anh. Trương Nguyên Thanh cũng không bất ngờ, đứng dậy đáp được hắn theo trợ lý Emma đi ra khỏi phòng họp, xuyên qua hành lang, tiến vào văn phòng của Bộ trưởng Winnie. Bộ trưởng Winnie mái tóc dài màu nâu hơi xoăn thả xóa ra, chưa ngồi ở sau bàn làm việc xa hoa, mà là bắt chéo chân, hai cánh tay khoanh trước ngực, mặt không biểu cảm nhìn Trương Nguyên Thanh tiến vào văn phòng. Emma yên lặng đóng cửa, lui ra ngoài, Winnie lạnh lùng nhìn chằm chằm cú mang, nói, cậu mới là lãnh tụ của đội ngũ viện trợ ngũ hành minh nhỉ, tôi muốn biết ít cùng cấp bậc chân thật của cậu. Không cần giải thích, nếu ngay cả cái này cũng nhìn không ra ta đã sớm bị người ta từ trên vị trí kiểm sát trưởng đạp xuống ít linh cảnh chính là cú mang về phần cấp bậc tôi là thú vương cấp 6 đỉnh phong trương nguyên thanh thản nhiên nói vốn muốn cắm đầu bái lại đối với Ni, nhưng nay hắn đại biểu là đại khu thứ hai ở trong nước thao tác đĩ như thế nào cũng được ở nước ngoài đầu gối phải cứng Ni nói toạc ra thân phận của hắn trương nguyên thanh cũng không kinh ngạc hoặc là nói là trong dự đoán bởi vì phô trương là hắn cố ý, mục đích là đề cao mức trần của đoàn đội viện trợ, trải đường cho tương lai thường xuyên săn giết thánh giả cấp 6. Về phần cú mang nhân vật này vì sao ẩn ở phía sau màn, chủ yếu là không muốn ngay từ đầu đã trêu chọc vào quá nhiều tầm nhìn, nhưng cho dù bị nhìn thấu cũng không sao cả. chương 2271, đầu danh trạc 4. Hắn đầy ngụy trang, cũng không sợ bị người ta bới ra thân phận nguyên thủy thiên tôn, một mặt là thuật dịch dung vật phẩm huyễn thần thêm vào, ngay cả tinh tướng thuật của tinh quan cũng nhìn không ra một mặt khác là nguyên thủy thiên tôn trở về linh cảnh là sự thật đã định không có ai sẽ mang hắn và một người chết liên hệ cùng một chỗ rất thẳng thắn thành khẩn uy ni khẽ gật đầu vì sao phải giấu giếm địa vị của mình người hoa quốc chúng tôi chú ý hạ thấp trương nguyên thanh thuận miệng nói uy ni giật giật khóe miệng tư thái cậu một cước đá bay cửa lại không hạ thấp một chút nào cả cô nghiêm mặt không dối dám vấn đề thân phận nữa nghiêm túc nói Tôi đã bàn bạc với son chấp hành quan, dựa theo luật pháp thiên phạt, các người đánh Brady thành trọng thương, kết quả nhẹ nhất là giam 2 năm. Cậu là người ngũ hành minh, có thể nộp tiền bảo lãnh, chỉ là nộp tiền bảo lãnh thôi. Cô dừng một chút, hai tay giao nhau ở bụng, nộp tiền bảo lãnh tất cả các người, một món đạo cụ phẩm chất chúa tể. Điều về nước, trong 10 năm không cho phép bước vào liên bang tự do. Trương Nguyên thanh cười ra tiếng, kế tiếp có phải hay không muốn nói bởi vì có tôi ra sức bảo vệ cùng kiên trì, Son đã thoái nhượng. Winnie ngẩn người, sau đó tủm tỉm cười, cậu là người thông minh, tôi thích nói chuyện với người thông minh. Ma Quân khẳng định cũng là kẻ rất thông minh, Trương Nguyên Thanh Yên lặng lẩm bẩm, hiểu lòng không nói ra cười cười theo. Lựa chọn phương thức kịch liệt nhất giải quyết sự kiện, một là không muốn nhịn, hai là chắc chắc Winnie Buren sẽ vất bọn họ, ba là cho vị kiểm sát quan lạnh lùng xinh đẹp này một phần đầu danh trạng. Tôi nghe nói bộ chấp hành cùng bộ giám sát đấu rất dữ dội. Trương Nguyên Thanh thử nói, chẳng lẽ kẻ địch bây giờ không phải trận doanh tà ác sao? Winnie Buren thản nhiên nói, kẻ địch có đôi khi cũng sẽ ra từ bên trong. Trương Nguyên Thanh yên lặng gật đầu, hắn có câu hỏi này là đang thử thái độ của Winnie đối với mình, nếu đối phương trả lời thì nói rõ đã tiếp nhận mình cùng với đoàn đội sau lưng. Nếu qua loa cho xong thì nói rõ còn chưa coi bọn họ là người một nhà. Trước mắt mà nói, Winnie xem như tạm thời tiếp nhận tiểu đội viện trợ ngũ hành minh, trong thời gian ngắn không cần lo lắng bị coi là vật hy sinh. Kẻ địch đến từ bên trong, Trương Nguyên thanh nửa giật mình nửa làm bộ nói, tôi biết nguyên nhân bộ chấp hành cùng bộ kiểm sát quan hệ khẩn trương như vậy rồi. Hội trưởng từng nói, trong tổ chức hợp pháp có gián điệp tự do minh ước ẩn núp, trong lôi pháp sư lấy công chính nổi tiếng, số lượng gián điệp khẳng định ít nhất, mà làm bộ kiểm sát cha ra gián điệp là chức trách. Một bên là cha, một bên là bị cha, quan hệ của bộ chấp hành cùng bộ kiểm sát có thể nghĩ mà biết ác liệt bao nhiêu. Nói tới việc này, ngay cả kiểm sát trưởng lạnh lùng xinh đẹp cũng nhíu chặt đôi lông mày thanh tú, nói. Công tác chủ yếu của mấy người là phối hợp tôi điều tra gián điệp bên trong tổ chức, ngẫu nhiên cũng cần đi làm nhiệm vụ săn bắn nghề nghiệp tả ác, chẳng qua những thứ này đều có thể gác lại sau, quen thuộc hoàn cảnh trước mới có thể làm tốt công việc. Tôi có thể tranh thủ được đội ngũ ngũ hành minh các người, là vì tôi gửi mail cho tổng bộ, nước đục ngầu cần dòng chảy trong lành tới từ bên ngoài mới có thể hóa giải. Được rồi, cậu đi ra ngoài đi, Đêm khuya, tiếng thở dốc cùng tiếng giường lay động kéo dài rốt cuộc chấm dứt, hai tình lữ tiểu biệt thắng tân hôn triển nguyên đến đêm khuya. Trương Nguyên thanh tháo mũ làm việc, ôm bạn gái ướt đẫm mồ hôi, anh quen biết một kỵ sĩ cấp chúa tể, quay đầu mời hắn thay em khu trừ lời thề, như vậy liền không cần lo lắng mang thai nữa. Giải thích từ mũ làm việc ở đây là ba con sói. Hết giải thích, mang cái gì mà thai? Quan nhã tức giận nói, mang thai sinh con phải một năm đó, trong một năm không vào được linh cảnh, em sẽ bị đoàn đội bỏ lại. Trương Nguyên thanh cả giận, chính em nói muốn sinh con cho anh. Trước khác nay khác, đi đi đi, Quan Nhã đẩy hắn ra, nắm lên váy ngủ che lại thân thể, xải đôi chân dài bóng loáng vào phòng tắm. Trương Nguyên thanh nghe tiếng nước ảo ào, ào, lấy ra điện thoại di động sơ cua, lấy ra gương Yata triệu hồi phân thân, để phân thân cầm điện thoại di động tinh độn rời khỏi cao ốc ngân hàng New York. Phân thân dừng lại ở mái căn nhà dân nào đó rìa đảo Manhattan khởi động máy, xem xét cuộc gọi nhớ cùng tin nhắn chưa đọc. Khiến hắn thất vọng là, Catherine bên kia chậm chạp chưa có câu trả lời. Còn rất cẩn thận, Trương Nguyên Thanh thất vọng lầm bẩm một tiếng, sau đó mở ra áp thợ săn, tính tiếp nhận nhiệm vụ. Thông thiên giáo chủ cái thân phận này, cần định kỳ cây nhiệm vụ, thời gian quá dài không nhận nhiệm vụ, dễ dàng bị công hội thợ săn chú ý tới. chương 2272, nhiệm vụ của công hội thợ săn 1. Hắn quét bảng giai đoạn thánh giả, lướt rồi lướt, Ánh mắt đột nhiên co lại, một nhiệm vụ xuất hiện ở trong tầm mắt. Săn giết thành viên đội ngũ viện trợ ngũ hành minh, Cú Mang. Tình hình cụ thể nhiệm vụ, Cú Mang, thú vương cấp 5, thành viên đội ngũ viện trợ ngũ hành minh, ở cao ốc tổng bộ ngân hàng New York, 7 giờ tối mai sẽ tham gia tụ hội thiên phạt tổ chức. Phần thưởng nhiệm vụ, 6 triệu đồng liên bang, có người muốn treo thưởng mình. Trương Nguyên thanh phản ứng đầu tiên là, Brady tiểu tử kia treo thưởng giết mình. Nghĩ lại một chút, hắn cảm thấy không thích hợp. Cú Mang vừa tới New York, tính tới trước mắt chỉ đắc tội Brady, sau đó trong danh sách treo thưởng của công hội thợ săn liền xuất hiện nhiệm vụ ám sát Cú Mang. Cái này bày rõ là đang hãm hại Brady, phải biết rằng bảng treo thưởng là công khai đối với toàn bộ thợ săn, mà trong linh cảnh hành giả nội bộ Thiên Phạt, thành viên đăng ký thợ săn kiếm khoản thu nhập thêm rất nhiều. Những người đó một khi nhìn thấy nội dung treo thưởng, sẽ nghĩ như thế nào? Cú Mang nếu thực bị ám sát, Thiên Phạt sẽ nghĩ như thế nào? ngũ hành minh sẽ nghĩ như thế nào? Bồ sẽ úp ở trên người Brady, dũ cũng dũ không sạch. Brady có lẽ là tên phú nhị đại cuồng vọng kiêu ngạo, nhưng hắn hẳn là còn chưa ngu xuẩn đến mức độ này. Mặc dù hắn ngu xuẩn đến trình độ này, người bên cạnh, người sau lưng cũng sẽ không phải kẻ ngốc. Cho nên là có người cố ý treo thưởng cú mang, giá họa cho Brady. Trương Nguyên thanh nhíu mày, suy tư vài giây, hắn nghĩ tới đáp án. Hai loại khả năng, một là kẻ thù của Brady, muốn mượn cơ hội hãm hại gã, Hai là có người muốn ám sát cú mang giá họa Brady, làm gây gắt mâu thuẫn nội bộ của thiên phạt, làm gây gắt mâu thuẫn của bộ kiểm sát cùng bộ chấp hành. Sao ù ù cạc cạc biến thành tâm ngắm rồi, mình mới đến New York ngày đầu tiên nha, nếu không đại khu thứ nhất không có bán thần nghề nghiệp thần dạ du, mình cũng phải hoài nghi có phải sau lưng có người đang bố cục hay không. Trương Nguyên Thanh Lầu Bầu, cú mang là người của bộ trưởng Winnie, vừa xảy ra mâu thuẫn kịch liệt với cháu ruột của thủ tịch chấp hành quan, dưới bối cảnh như vậy, cú mang gặp ám sát như vậy thủ tịch chấp hành quan cùng cháu hắn, liền nhất định là kẻ hiểm nghi hàng đầu. Nhưng Winnie hẳn là không ngốc như vậy, mình cũng có thể nghĩ đến có thể là giá hỏa, cô ấy sẽ không ngờ tới. Nhưng mà, Winnie và Son là đối thủ, Winnie cho dù biết là giá họa, quá nửa cũng dựa thế điều tra Son mét, cho nên kế hoạch của người phía sau màn vẫn có thể thành công. Mình nên cầu một đoạn thời gian hay không? Bắt thợ săn tiền thưởng ý nghĩa không lớn, bọn họ chỉ là công việc chạy chân, chiến đấu không có ý nghĩa, có thể tránh thì tránh tìm cơ hội tiếp xúc Brady một phen, dùng thuật thôi miên khống chế hắn, xác định có phải hắn treo thưởng hay không. Lý do cũng đã nghĩ xong rồi, lấy xin lỗi làm lý do, tới cửa gặp. Nếu đối phương từ chối, vậy để Rio San ra trận. Lúc Trương Nguyên Thanh trầm ngâm, điện thoại di động đang nắm trong lòng bàn tay đột nhiên vang, người gọi tới là Catherine. Đến rồi, mắt Trương Nguyên Thanh sáng lên, nhanh chóng vứt chuyện nhiệm vụ treo thưởng sang một bên, bắt máy Catherine. Cuộc gọi kết nối, dẫn đầu truyền vào bên tai là tiếng thở dốc ngọt ngào, cùng với tiếng va chạm thanh vì nhân A tốc độ cao. Tiếp theo, mới là tiếng Catherine thở hổn hển cười quyến rũ nói, gần đây có chờ mong cuộc gọi của tôi hay không? Trương Nguyên Thanh lạnh lùng nói, nói đi, nhiệm vụ gì? Catherine thở dài nói, thật sự là khúc gỗ không hiểu phong tình, tôi cố ý chọn ở lúc này gọi điện thoại cho anh, còn tưởng rằng có thể khiến anh khắc sâu hơn lĩnh ngộ được sức quyến rũ của tôi. Lĩnh hội sức quyến rũ của cô, vậy cô không nên gọi điện thoại tôi đề nghị bật video trương nguyên thanh ngắm nhìn cảnh đêm đảo manhattan ánh mắt soi bóng đèn nê ông kỳ quái nói nhiệm vụ giường lay động cùng va chạm nhấn a tốc độ cao biến mất qua vài giây nữa giọng nói khôi phục bình tĩnh của catherine truyền đến cao tầng công hội đã tán đồng cống hiến của anh ở trên di vật giáo hoàng nhưng tên địch thái kia đã trốn đi việc này chỉ có thể tạm thời gác lại cho nên cao tầng công hội sắp xếp nhiệm vụ mới cho anh thông qua khảo hạch anh có thể gia nhập chúng tôi Tạm dừng vài giây, Catherine nói, nhiệm vụ của anh là ám sát con trai thủ tịch chấp hành quan Son Met, Julian Met. Ám sát con trai chúa tể cấp 8, Trương Nguyên Thanh thản nhiên nói, ta cần cấp bậc, nghề nghiệp mục tiêu. Catherine cười nói, phong pháp sư cấp 6, giá trị kinh nghiệm ở trên 50%, thuộc về cấp 6 hậu kỳ, đối với anh mà nói là kình địch đáng sợ, phiêu lưu cũng rất cao. Mặt khác, trên người hắn khẳng định có số lượng không ít đạo cụ, cùng với tùy tùng giai đoạn thánh giả. Julian nhậm chức ở tổng bộ thiên phạt, tôi đạt được tin tức, hắn tối mai sẽ đến phân bộ New York tham gia một hồi tụ hội. chương 2273, nhiệm vụ của công hội thợ săn 2. Trương Nguyên Thanh nhất thời nhíu mày, tự do minh ước ám sát Julian mét lợi ích ở đâu. Ám sát cú mang còn có khả năng làm gay gắt mâu thuẫn, ám sát Julian trừ chọc giận son, có thể có ích gì. Ngược lại sẽ làm hắn gác lại hiềm khích liên thủ với Winnie, đối với tự do minh ước mà nói cực kỳ bất lợi vì sao phải ám sát hắn à anh không cần biết catherine cười mỉm nói lừa lấy tin tức thất bại cô gái này rất cẩn thận đầu óc trương nguyên thanh chuyển động nói không thành vấn đề catherine cười nói cho anh thêm một khúc gỗ không hiểu tình thú một lời khuyên tuyệt đối đừng thử ám sát ở trong cao ốc tổng bộ ngân hàng new york vậy sẽ chỉ chôn vùi bản thân trương nguyên thanh giật mình thuận thế hỏi vì sao anh có phải cảm thấy năng lực nhập mộng của mình ở đại khu thứ nhất không ai có thể khắc chế hay không Giọng điều Catherine trở nên nghiêm túc, thủ đoạn của nghề nghiệp tà ác đều rất quỷ dị hung hiểm, khó có thể phòng bị, không phải chỉ có huyễn thuật sư các người mới đặc thù, nếu dễ dàng ám sát như vậy, thành viên thiên phạt đã sớm chết sạch. Phân bộ thiên phạt New York là phân bộ lớn lệ thuộc trực tiếp tổng bộ, số lượng chúa tể quan phương đóng ở New York vượt qua 7 vị, trang bị một món đạo cụ loại quy tắc cấp chúa tể, món đạo cụ đó có thể khiến toàn bộ nghề nghiệp tà ác không chỗ nào ẩn nấp. Đạo cụ loại quy tắc nào? Trương Nguyên Thanh Nhân cơ hội lấy tình báo, catherine cười mỉm nói đây là tình báo rất giá trị anh cần trả điểm tích lũy hoặc tiền tài mới có thể đổi lấy bản thân tôi có thể hỏi thăm chơi miễn phí vui vẻ bao nhiêu giọng trương nguyên thanh lạnh lùng mà trầm thấp còn có việc gì không không có việc gì tôi cúc máy catherine ai oán nói anh không muốn nói chuyện với tôi như vậy gã đàn ông thối người ta nhớ anh nhớ cả đêm không ngủ được thanh âm mềm mại ai oán lộ ra một tia lấy lòng trong lòng trương nguyên thanh không tự giác dâng lên thương tiếc còn có đắc ý hận không thể lập tức bay qua ôm cô gái đầu kia điện thoại vào trong lòng đè lên trên người dùng sung phong tần suốt cao biểu đạt tình yêu một giây sau hắn tắt máy phù lại sử dụng mị hoặc đối với mình mị hoặc của nghề nghiệp ái dục thực ghê tởm nha hoàn toàn khó giải chẳng qua cũng có một chỗ tốt tính thú của catherine đối với mình càng ngày càng sâu như vậy ở trước khi cô ta đạt được mình độ khoan dung đối với mình sẽ rất cao hắn vừa lẩm bẩm vừa mang toàn bộ ý loạn tình mê đuổi khỏi đầu óc khiến cảm xúc khôi phục bình tĩnh. Sáng sớm hôm sau, Trương Nguyên Thanh vào thang máy, tới tầng 104, quét mở cửa, gõ vang cửa phòng làm việc của Winnie Buren. Bộ trưởng Winnie, ngài tìm tôi, Trương Nguyên Thanh là bị trợ lý Emma gọi đến. Winnie Buren nâng mắt nhìn qua, thản nhiên nói, chú ý một chút, có người ở công hội thợ săn treo thưởng cậu, sắp tới đừng rời khỏi tòa nhà ngân hàng. Cô rút ra một tờ văn kiện, đưa qua, Trương Nguyên Thanh tiếp nhận nhìn, nội dung bên trên chính là bản sao treo thưởng của công hội thợ săn. Cái này ở trong đoán trước của Trương Nguyên Thanh, Winnie Buren là thủ tịch kiểm sát quan của thiên phạt New York, nhân vật cấp bậc thổ hoàng đế, có rất nhiều con đường tình báo. Nhiệm vụ treo thưởng cú mang là công khai, cô sao có khả năng không biết. Ngài cho rằng, là ai muốn giết tôi? Trương Nguyên Thanh hỏi, Winnie cúi đầu đọc văn kiện, nói. Người muốn Brady chết, người muốn ngưu đồ nội bộ thiên phạt mâu thuẫn, người muốn nhân cơ hội nghiêm tra son, dù sao không có khả năng là người muốn cậu chết. Cái thứ nhất là kẻ thù của Brady, cái thứ hai là nghề nghiệp tà ác, cái thứ ba là tôi. Giọng nói của cô cực kỳ bình tĩnh, thậm chí có thể nói là thản nhiên. Không thể là Brady muốn tôi chết, Trương Nguyên Thanh hỏi ngược lại. Brady đương nhiên muốn cậu chết, nhưng hắn không cần thiết treo thưởng cậu, lấy thế lực gia tộc mét, phương pháp giết cậu có thể có rất nhiều, thuê thánh giả cấp 6 làm sát thủ không cần thông qua công hội thợ săn. Winnie có hỏi tất đáp, vậy ngài thì sao, Uy vẫn như cũ chưa ngừng đầu, thản nhiên nói. Tôi là rất muốn điều tra son, nhưng vì điều tra son, hy sinh một thú vương cấp 6 nghe lệnh tôi. Đây là một vụ làm ăn rất lỗ vốn, hơn nữa không phải tôi điều tra son, thì nhất định có thể lật đổ hắn. Tiền lời cùng trả giá không tỷ lệ thuật, loại làm ăn này tôi sẽ không làm. Trương Nguyên Thanh liên tục gật đầu, hắn cũng nghĩ như vậy, mặt khác, độ hảo cảm của hắn đối với Winnie tăng lên không ít. Phong cách làm việc như thế nào không biết, nhưng phong cách nói chuyện nhanh gọn dứt khoát, không nói lời thừa, không múa mép, không ướt át bẩn thỉu, có cái gì nói cái đó, cực kỳ thản nhiên. Quả nhiên, cô gái có thể được ma quân liệt vào người tình trọng điểm, thật lòng thích, đều có điểm sáng lóa mắt cùng sức quyến rũ nhân cách. chương 2274, nhiệm vụ của công hội thợ săn ba. Trương Nguyên Thanh vừa định nói chuyện, bỗng cảm ứng được cảm xúc của Winnie xuất hiện dao động, từ ban đầu bình thản biến thành người này thật phiền, sao còn chưa đi, tôi rất bận rộn, mời mau mau rời đi. Ngay sau đó, Uy Ni ngẩng đầu lên, tôi rất bận, không có việc gì thì đi ra ngoài đi. Trương Nguyên Thanh gật gật đầu, xoay người rời khỏi, đi ra khỏi khu vực làm việc của cao tầng Thiên Phạt, lúc đi ngang qua khu làm việc của bộ giám sát, hắn nghe thấy Viên Đình tay trái bưng cà phê đen, tay phải cầm hot dog, bên người vây quanh một đám thành viên Thiên Phạt, nam nữ đều có. Viên Đình là thánh giả duy nhất trong đoàn đội không phải thành viên bang phái, Phó Thanh Dương cố ý chọn lựa ra, không phải vì Viên Đình và Trương Nguyên Thanh quan hệ tốt mà là Viên Đình năng lực thu thập tình báo rất mạnh. Có thể nói thiên phú dị bẩm, Trương Nguyên Thanh mấy ngày hôm trước xem xong danh sách, liền nháy mắt đã hiểu tâm ý của lão đại, bởi vậy mặc kệ đối với Viên Đình hóng hớt trong giờ làm. Sinh hoạt cá nhân của Nguyên Thủy Thiên Tôn, Viên Đình làm bộ dạng trầm ngâm, Trương Nguyên Thanh dừng bước, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không gần nữ sắc, hắn mặc dù có bạn gái, nhưng đối với bạn gái cũng không phải đặc biệt quan tâm, ngược lại mỗi ngày ở cùng một chỗ với Phó Thanh Dương. Viên Đình nói: Nguyên Thủy Thiên tôn biết rất nhiều việc riêng tư của Phó Thanh Dương, Phó Thanh Dương cũng biết việc riêng tư của hắn. Phó Thanh Dương thứ tốt đều cho hắn, hắn thứ tốt cũng đều cho Phó Thanh Dương. Tôi nghe nói Trương Nguyên Thanh tặng một món đạo cụ cực phẩm có thể so với đạo cụ loại quy tắc cho Phó Thanh Dương. Hai người bọn họ là gay sao? Một cô nương trẻ tuổi tóc vàng mắt to hưng phấn truy hỏi. Xung quanh vang lên một mảng kêu rên ồn ào. Viên Đình ngẫm nghĩ, lắc đầu nói, cái này tôi trái lại chưa từng nghe nói. Chẳng qua. Ngay trong đoàn đội viện trợ lần này, ba vị nữ thánh giả, một vị là bạn gái của Nguyên Thủy Thiên Tôn, hai vị khác cũng thầm mến Nguyên Thủy Thiên Tôn, nhất là tôn miểu miểu của Thái nhất môn chúng tôi. Đừng tình báo chưa lấy ra được, nội tình nhà chúng ta bán hết trước. Trong lòng Trương Nguyên Thanh hùng hổ mắng, rời đi, chuyện mình tặng phó thanh dương áo choàng chưa từng nói cho người khác nha, viên đình làm sao biết được, hắn có phải có thuật đọc tâm hay không vậy, năng lực hóng biến của hắn là loại quy tắc sao. Trở lại khu làm việc, Trương Nguyên Thanh rót một ly nước nóng, bật máy tính, đăng nhập tài khoản lâm thời thiên phạt cho, muốn tìm tin tức Julian Met. Chưa ít linh cảnh cùng cấp bậc, hắn đối với Julian Met hoàn toàn không biết gì cả, bao gồm chiến tích quá khứ, tính cách các thứ. Nếu Julian là người tốt, cái này liền rất khó xử lý. Hắn đưa vào tên Julian, vừa định ấn nút Enter, lại ngừng lại, bởi vì sau khi Julian chết, Son khẳng định sẽ điều tra, Internet là có lịch sử. Nếu để Thiên phạt tra được cú mang mới tới từng điều tra tư liệu của Julian, vậy nhất định sẽ tìm hắn hỏi, thậm chí điều tra hắn. Lúc này, Viên Đình sắc mặt ngưng trọng quay về khu vực làm việc, lần lượt gõ cửa văn phòng các thánh giả, nói: "Các quý ngài quý cô, tôi tìm hiểu được một tin tức rất không tốt, mọi người đến phòng họp một chuyến." Vài phút sau, bọn người quan nhã tới phòng họp, ngồi ở bên cạnh bàn hội nghị. Thấy người đã đến đông đủ, Viên Đình chia sẻ tin tức của hắn. Tôi nghe nói Julian Met tối nay muốn tới New York tham gia tụ hội, chúng ta có phiền toái rồi, các người có thể hỏi tôi Julian là ai? Anh gà đỏ hỏi, Julian là ai? Viên đình hài lòng gật đầu, nói, Julian là anh họ của Brady, nhậm chức ở tổng bộ thiên phạt, các người ngày hôm qua không phải đánh Brady bị thương nặng sao? Người này hôm qua đã ở trên diễn đàn thiên phạt đăng bài, nói muốn ở trên tụ hội hung hăng dạy dỗ, làm nhục chúng ta. Vừa rồi, tôi đạt được tin tức xác thực, Julian 3 giờ chiều hôm nay đến New York. Còn người Trương Nguyên Thanh hơi co lại, hắn đã hiểu rồi, hiểu Catherine vì sao phải ám sát Julian. Julian muốn ở trên tụ hội gây hấn gây chuyện, báo thù thay em họ Brady, Julian là phong pháp sư cấp 6, đoàn đội ngũ hành minh không có khả năng là đối thủ của hắn. Nhất định sẽ ở trên tụ hội bị Julian hung hăng làm nhục, sau đó Julian liền bị ám sát. Đây là muốn hắt nước bẩn lên người bọn họ, làm lãnh đạo lâm thời của đoàn đội ngũ hành minh, Lập trường của Winnie Buren không cần nói cũng biết, như vậy Son đau đớn mất con, chắc chắn sẽ quyết liệt với Winnie. Mâu thuẫn nội bộ thiên phạt thành công trở nên gay gắt, cái này đối với trận doanh tà ác mà nói, là chuyện tốt. Các phương diện đều là việc tốt, thiên hạ quy hỏa nhíu mày nói, Julian Met là nghề nghiệp gì, cấp mấy. Phong pháp sư cấp 6, giá trị kinh nghiệm cụ thể không rõ, nhưng tôi nghe nói hắn tấn thăng cấp 6 đã 2 năm, ít nhất là trung kỳ, thậm chí hậu kỳ. Viên đình thở dài nói chương 2275, tụ hội 1. Không dễ xử lý nha, chúng ta đánh không lại hắn, tôi có một đề nghị, mọi người dứt khoát đừng tham dự tụ hội. Chẳng qua tôi nghe nói hội trưởng phân hội New York Hiệp hội Mỹ Thần, tựa như cũng tới, đó là người phụ nữ xinh đẹp nhất New York, thủ tịch chấp hành quan son của chúng ta là một trong những người tình của cô ấy. Ở trong thánh giả cấp 6 đỉnh phong, thánh giả có được kỹ gần như đạo, đạo cụ loại quy tắc là bậc thang thứ nhất, đạo cụ bình thường hơn nữa không có kỹ năng mạnh trên người, thì thuộc về bậc thang thứ hai. Julian có lẽ không có kỹ năng mạnh, nhưng thân là con cái của chúa tể cấp 8, có lẽ sẽ có đạo cụ cực phẩm. Nói không chừng lại là nhân vật bọn Nasusa, Osman, đám người thiên hạ quy hỏa đều nhíu mày. Đáng tiếc Catherine tính nhầm rồi, trong đoàn đội ngũ hành minh cất giấu một thú vương cấp 6, Julian chỉ là tự dước lấy nhục, chỉ cần ở trên tụ hội treo lên đánh hắn, động cơ ám sát Julian của chúng ta liền không tồn tại. Trương Nguyên Thanh nói, vấn đề không lớn. Nghe vậy mọi người đều giãn lông mày ra, Viên Đình Hồ nghi nói, cậu nói không lớn thì không lớn. Nguyên thủy trước khi trở về linh cảnh, để lại cho chúng tôi không ít đạo cụ, trong đó bao gồm bàn xoay âm dương. Quan Nhã giải thích cho nên vấn đề không lớn, Viên Đình lúc này mới gật đầu, sau đó bừng bừng hứng thú nói, tôi còn nghe nói, Winnie Burren là người tình của Ma Quân, vị thủ tịch kiểm sát quan này tựa như chỉ từng kết giao một người đàn ông là Ma Quân, hướng tới kết hôn, cho nên lúc trước mới sẽ đánh nhau to với Christy bởi vì ma quân là muốn yêu đương với Winnie, về sau vụng trộm leo lên giường của Christy. Về phần cô gái ma quân về sau ngủ, là chuyện trong lúc Winnie bị giam cầm. Sau khi ma quân chết, cô ấy vẫn luôn độc thân, giống với âm cơ, xem ra là chưa dứt tình đối với gã tồi kia. Này này, các người nghe ta nói đã, đừng đi mà. Địa điểm tụ hội ở một tòa biệt thự lớn giáp sông của đảo Manhattan. Mặt sông tối đen phản xả ánh sáng rực rỡ của đô thị lớn, trong gió đêm, mặt sân dập dờn ánh sóng, du thuyền cùng thuyền vận chuyển sáng đèn, từ mặt sông chậm rãi lướt qua. Bốn chiếc xe buýt nhỏ thiên phạt phân phối, chậm rãi dừng ở bãi đỗ xe ngoài biệt thự, cửa chiếc xe buýt nhỏ dẫn đầu mở ra, Trương Nguyên Thanh mặc Âu phục màu đen dẫn đầu xuống xe, xoay người, cực kỳ lịch thiệp rát quan nhã phía sau. Đám người tôn miểu miểu lục tục xuống xe, hướng về hai người hội tụ. Các nam sĩ mặc Âu phục màu đen nhìn bài một điệu, lễ phục của các quý cô thì đa dạng, diễm lệ hơn rất nhiều. Quan nhã mặc là lễ phục lộ vai màu xanh ra trời, làn váy xếp ly kéo trên mặt đất, đoạn trước xẻ tà, khi bước đi, đôi chân dài trắng nõn như ẩn như hiện, đơn giản, cởi mở, lịch sự tao nhã, rất phù hợp tuổi 27 của cô. Rio Asano mặc là lễ phục màu trắng, thiên hướng váy công chúa, bả vai là hai đóa hoa gen, khí chất chủ đạo là phong cách công chúa nhỏ dịu ngoan nhu thuận. Lễ phục của tôn miểu miểu là áo lụa màu đen nửa tay áo, váy lụa mỏng tới đầu gối, phối hợp một đôi giày xăng đan đế thấp, trong thành thục lộ ra tao nhã, trong tao nhã lộ ra sự đáng yêu gần gũi thiên nhiên. Mọi người ở dưới nhân viên tiếp khách dẫn dắt, xuyên qua đình viện có suối phun, đến đại sảnh ánh đèn sáng tỏ. Căn biệt thự này hẳn là chuyên môn dùng để tổ chức tiệc, trong đại sảnh không có tường, chín cây cột chống đỡ trần nhà, những ngọn đèn thủy tinh hoa mỹ tản mát ra hào quang sáng ngời. Bàn ăn trải vải trắng bầy món ngon, hoa quả cùng rượu nước, nhân viên phục vụ mặc đồng phục cổ chữ V màu đỏ rượu, bưng khay đi qua đi lại, đưa lên từng ly rượu xâm banh, từng khay đồ ăn. Bên cửa sổ đại sảnh bày sofa cùng bàn tròn cho khách nhân nghỉ ngơi, bên trái có bốn ban công lộ thiên, làm nơi ngắm cảnh, hút thuốc, hóng gió. Trợ lý Emma mặc trang phục công sở, lần lượt kiểm tra bố trí địa điểm tổ chức tiệc, nếm thử món điểm tâm ngọt, quả cầu kem, thức ăn, đồ ăn không hài lòng bảo nhân viên phục vụ bưng đi, để đầu bếp một lần nữa nấu nướng, chế tác. Cô xa xa thấy đám người trương nguyên thanh tiến vào, cười đón chào, nói. Tiệc còn có 3 phút nữa sẽ bắt đầu, các vị khách bình thường sẽ đến muộn vài phút, mọi người ngồi trước một chút. Cô nhìn về phía Trương Nguyên Thanh, như có điều ám chỉ nói, trạng thái hôm nay thoạt nhìn không tệ, bộ trưởng Winnie rất coi trọng anh, đừng để cô ấy thất vọng. Đây là giật dây mình đánh với Julian một trận, cũng đúng, mình thắng, son chấp hành quan mất hết mặt mũi, mình thua, Winnie cũng không mất mặt, dù sao mình là người của ngũ hành minh. Trương Nguyên Thanh mỉm cười đáp lại. Trạng thái của Mộc Yêu, từ trước tới giờ là không kém. Khi hai người nói chuyện, anh gà đỏ đã bưng ly rượu lên, một ngụm rượu sâm banh, một miếng tôm hùm muối bắt đầu ăn. chương 2276, tụ hội 2. Khóe miệng thiên hạ quy hỏa giật, tiệc còn chưa bắt đầu, anh chú ý chút, đừng làm mất mặt. Trợ lý Emma mỉm cười, anh ta là hỏa sư, đừng có yêu cầu cao như vậy đối với anh ta. Khóe miệng thiên hạ quy hỏa giật giật lần nữa, cảm giác bị kỳ thị. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, tiệc rất nhanh nghênh đón nhóm khách nhân đầu tiên, dẫn đầu là một người đàn ông trung niên mặc âu phục màu lam nhạt, tuổi chừng 40, tóc ngắn màu vàng đậm chảy ngược lên, thái dương, tròm râu cắt tỉa sạch sẽ chỉnh tề, khóe mắt có nếp nhăn mở nhạt, toàn thân đều lộ ra sự tinh xảo. Emma bưng ly rượu đi đến bên cạnh đám người quan nhã, ánh mắt nhìn về phía trước, cười nói. Hắn là Rayleigh Eugene, chấp sự cao cấp của công hội thương nhân, phái lợi ích. Phái lợi ích, Trương Nguyên Thanh hỏi ngược lại một câu. Công hội thương nhân chia làm phái thành tín cùng phái lợi ích, phái thành tín tuân thủ nghiêm ngặt tinh thần khế ước, chú ý thành tín là gốc rễ. Tư tưởng của phái lợi ích là chỉ ích lợi vĩnh hằng, bọn họ chưa từng chú ý thành tín, chỉ theo đuổi ích lợi, cho dù là làm ăn nghề nghiệp tà ác, bọn họ cũng làm. Emma cười giải thích, Rayleigh Eugene là một trong những nòng cốt của phái lợi ích. Cho nên trong phái lợi ích, nhất định sẽ xuất hiện phản đồ nha. Trương Nguyên Thanh thầm nhủ, Trợ lý Emma dẫn theo mọi người đi lên đón, sau khi giới thiệu lẫn nhau, trong đôi mắt màu lam nhạt của vị nòng cốt phái lợi ích này lóe ra khôn khéo con buôn, trên mặt tràn đầy nụ cười nói. Tôi là một thương nhân, thương nhân chỉ hướng về lợi, chỉ cần trả được tiền, bất luận kẻ nào cũng là thượng đế của tôi, các vị có nhu cầu gì, có thể tìm tôi. Rayleigh Eugene cười tủm tỉm nói, ví dụ như, một ít tin tức của Julian Met. Tin tức này tôi có thể tặng miễn phí cho các vị. Trương Nguyên Thanh vốn định từ chối lấy lệ, vừa nghe có cơ hội chơi miễn phí, liền nói, vậy chúng ta liền rửa tay nghe cẩn thận. Rửa tay nghe cẩn thận, ha ha, cậu rất biết nói chuyện, cậu tên gì tới, ồ, oh, cú mang đúng không? Rayleigh Eugene hơi nghiêng người, thấp giọng nói, Julian Met ở tổng bộ thiên phạt danh tiếng phân hóa hai cực, hắn từng bị bộ kiểm sát của tổng bộ lấy tội danh cấu kết nghề nghiệp tả ác, nhận nghề nghiệp tả ác hối lộ điều tra, ở trong mắt một ít nhân sĩ chính phái, hắn là kẻ không làm tròn trách nhiệm. Khuyết điểm của hắn là thù dai, hẹp hòi có thù tất báo phong lưu háo sắc nhưng hắn tương tự cũng có ưu điểm năng lực chấp hành rất mạnh thiên phú rất cao ở phương diện khống chế cấp dưới cùng kết giao quan hệ hắn là cường giả xuất sắc trong mắt cấp dưới cùng bạn bè hắn là một lãnh đạo giảng nghĩa khí nguyện ý ra mặt thay cấp dưới cùng bạn bè tựa như hắn nhìn lướt qua đám người ngũ hành minh cười cười vẻ mặt đầy biểu cảm các người hiểu đó quan nhã cười nói đa tạ nhắc nhở có cơ hội nhất định hợp tác sau khi hai bên hàn huyên vài câu Rayleigh Eugene mang theo cấp dưới đi về phía bàn ăn, thưởng thức mỹ thực cùng rượu nước. Không bao lâu, lại nghênh đón một đám khách nhân, đi ở phía trước là một quý cô sô-cô-la đen mặc váy dài đậm màu. Quý cô này da đen gợi cảm, môi cũng dày gợi cảm, gò má gầy, xương gò má nhô ra, mái tóc màu đen lại bóng mượt, búi lên cao cao. Quý cô Dubaganbo, chấp sự cao cấp công hội thương nhân, phái thành tín. Emma giới thiệu, quý cô da đen mặc lễ phục sẫm màu nhìn Rayleigh Eugene nơi xa, nhún nhún vai, trêu chọc nói. Tôi đoán Rayleigh Eugene vừa mới nói là, chỉ cần làm ăn với tôi, vậy chính là thượng đế của tôi. Ôi lại chúa, bọn họ thật sự là một đám không có tố chất nghề nghiệp, danh tiếng cùng tinh thần khế ước là thứ quan trọng nhất của thương nhân. Quan nhã mỉm cười gật đầu, quý cô bô, cách nghĩ của tôi giống với ngài. Mặt khác, trình độ tiếng Trung của ngài thật tốt, cảm tạ ca ngợi, tinh thông ngôn ngữ nhiều quốc gia, là tố chất một thương nhân nhất định phải có. Quý cô bô nhoẻn miệng cười, hướng về Quan Nhã nhích lại gần, thấp giọng nói: "Julian mét không dễ đối phó, nhưng hắn là công tử Phong Lưu có tiếng, quý cô xinh đẹp giống như cô, chỉ cần một ly rượu, liền có thể dập tắt lửa giận của hắn, người hoa các vị không phải có câu là ừm, biến chiến tranh thành tơ lụa." Nụ cười Quan Nhã không thay đổi, cổ vũ quý cô sử dụng sắc đẹp, cũng không phải là phẩm đức tốt đẹp. Bồ Thu lại nụ cười, nhún nhún vai, theo đuổi ích lợi, tránh né Phiêu Lưu, mới là phẩm đức thương nhân nên có vẻ mặt cô nháy mắt trở nên lạnh nhạt, không để ý tới thành viên ngũ hành minh nữa, dẫn cấp dưới đi thẳng về phía trước. Vành tai Trương Nguyên Thanh khẽ động, nghe thấy Dubagan bô nói, những người hoa này cuồng vọng ngạo mạn, không nghe vào tai khuyên bảo thiện ý, dùng lời chính bọn họ để nói, cái này gọi là không biết tốt xấu. Bốn chữ không biết tốt xấu, cô nói là tiếng Trung. Chương 2277, tụ hội 3. Cấp dưới, a, à, một tiếng, đúng vậy, tôi hy vọng Julian Met có thể dạy dỗ bọn họ cẩn thận, bằng không bữa tiệc liền quá nhàm chán. Các thành viên bang phái vương giả đồng loạt nhíu mày, chữ anh gà đỏ nghe không hiểu ngoại ngữ, trong lòng người còn lại cảm thấy không vui. Lúc này, lại một nhóm người từ bên ngoài biệt thự đi vào, đám khách này ăn mặc tương đối đặc thù, không phải trang phục trường hợp chính thức thuộc về bữa tiệc, mà là thường phục. Cầm đầu là một tráng hán cao 1m9, bụng hơi mập, dâu sồm, mái tóc quan, lôi thôi lách thách, tản ra mùi biển thoang thoảng, trong tay cầm một chai bia. Nếu không phải ở trường hợp này nhìn thấy, người này cho Trương Nguyên Thanh ấn tượng đầu tiên chính là người vô gia cư lượn lờ ở cảng kiếm ăn. Cấp dưới của hắn cũng lôi thôi lách thách, ánh mắt lại rất ngạo mạn, giống một đám lưu manh không làm việc đàng hoàng lại coi trời bằng vung. Kraken, chấp sự cao cấp giáo hội hải thần, Emma theo thường lệ giới thiệu, nghe nói các người đánh Brady Met, tôi rất thưởng thức các người, thằng nhãi đó trước giờ rất kiêu ngạo, năm trước ở câu lạc bộ đêm cảng tôi kinh doanh ngủ cô gái của tôi, nhưng chưa trả tiền, cho nên tôi rất chán ghét hắn. Chẳng qua các người đừng mơ tôi hỗ trợ, bởi vì tôi không muốn đánh với Julian, thằng nhãi đó không dễ chọc, tôi là tới xem náo nhiệt. Cho dù các người phát ra ca ngợi đối với ít linh cảnh của tôi, tôi cũng sẽ không cân nhắc giúp các người. Vị Kraken này chút bia, có ngạo mạn của riêng hải yêu, cùng với thuộc tính cá nhân lắm lời. Emma cười cười, nói Kraken là tên Bắc hải cứ yêu trong truyền thuyết thần thoại, hắn luôn bởi vì, đăng ký, được ít này mà dương dương tự đắc không lễ phép ngạo mạn làm người ta chán ghét nhưng không có định ý rõ ràng đây là ấn tượng chung của thành viên bang phái người chết đối với bọn họ julian sao còn chưa đến hắn không phải muốn tìm chúng ta gây phiền toái sao trương nguyên thanh nghênh đón một rồi lại một đám khách nhân có thành viên bộ chấp hành thiên phạt có tổ chức dân gian địa phương thành viên bộ chấp hành thiên phạt trực tiếp không nhìn đám người trương nguyên thanh không thèm để ý lập trường bày cực kỳ rõ ràng chỉ thiếu ở trên mặt viết các người sắp xui xẻo rồi trong tổ chức dân gian, có tổ chức hợp pháp quần thể người da đen, cũng có Hồng Bang, Bảo Lâm Đường, Hắc Long Đường do Hoa Kiều phố người Hoa tổ chức. Mấy tổ chức Hoa Kiều cũng không nhìn đội ngũ ngũ hành minh, một bộ dáng đừng dính dáng đến. Rio Asano làm người gia nhập thiên phạt trước hết, nhỏ giọng giải thích. Tổ chức dân gian đều thân cận bộ chấp hành, bởi vì bộ chấp hành là lãnh đạo trực tiếp của bọn họ, bộ giám sát chủ yếu phụ trách duy trì trật tự nội bộ. Ý tứ của cô chính là, đám người mình đắc tội bộ chấp hành, không có tổ chức dân gian nào sẽ hướng bọn họ biểu đạt thiện ý. khi nói chuyện, trương nguyên thanh thấy một gương mặt quen thuộc đi đến, đó là thanh niên dung mạo tuấn tú, khí chất nho nhã, rõ ràng là phong thần chi dược của liên minh phản hắc bạch. phía sau phong thần chi dược dẫn theo 6 cấp dưới, một vị trong đó là tổ trưởng tổ sáu, ít linh cảnh không ngừng vươn lên. bọn họ cũng đến đây, cũng đúng, liên minh phản hắc bạch là tổ chức lớn trong hoa kiều, phong thần chi dược là một trong những người nối nghiệp bang phái trọng điểm bồi dưỡng phái hắn đến cũng là bình thường. Trương Nguyên Thanh thấy phong thần chi dực sau khi tiến vào đại sảnh, nhìn quanh một vòng, sau đó đi thẳng tới. Phong thần chi dực, chất sự cao cấp liên minh phản hắc bạch phố người Hoa. Phong thần chi dực hướng về đám người quan nhã gật đầu, dùng tiếng trung khẩu âm tỉnh bảo thang, thấp giọng nói. Tôi nghe nói Julian Met muốn tìm các người gây phiền toái. Đề nghị của tôi là không cần để ý tới, nếu thật sự không thể từ chối, mà trong các người lại không có cấp 6, tôi có thể thay thế các người xuất chiến, chẳng qua giá trị kinh nghiệm của Julian cao hơn tôi rất nhiều, tôi cũng không có nắm chắc tất thắng." Thiện ý đột ngột tới, làm bọn Quan Nhã ngẩn người. Phong Thần chi rực cười nói, "Mọi người đều là đồng bào, không cần khách khí, tôi thua không sao cả, tôi đại biểu chỉ là liên minh phản hắc bạch, nhưng các người đại biểu là ngũ hành minh, là quan phương đại khu thứ hai." Đa Tả, Quan Nhã mỉm cười gật đầu, đáp ứng thiện ý của đối phương. Anh gà đỏ vừa nghe khẩu âm của đối phương lại thấy hắn hiểu chuyện như thế, lập tức khoác vai kết bạn, kéo Phong Thần chi dược đến một bên uống rượu. Theo thời gian trôi qua, khách càng lúc càng nhiều, quý cô mặc lễ phục hoa mỹ cùng quý ông Âu phục màu đen, bưng chén rượu, tao nhã bắt chuyện. Đoàn đại biểu ngũ hành minh bưng ly rượu, có chút xấu hổ ôm đoàn. Trừ thành viên hiệp hội mỹ thần chưa tới, thành viên bộ chấp hành đối địch bọn họ, phái thành tín của công hội thương nhân đối địch bọn họ, các tổ chức dân gian lớn cũng không hòa nhã với bọn họ chương 2278, tụ hội 3. Đám người quan nhã lại không muốn mặt nóng rán mông lạnh, chỉ có thể ôm đoàn, tự tán gẫu Trong hành giả đại khu thứ hai ở đây, có không ít là hướng về náo nhiệt. Xem náo nhiệt là thiên tính, xung đột giữa chấp sự cao cấp, ai không thích xem. Hơn nữa một bên khác còn là thành viên tổ chức chính phủ của đại khu thứ hai. Lúc trước liệp ma nhân dẫn đội tới ngũ hành minh, ba thánh giả dưới trướng bị nguyên thủy thiên tôn đánh tơi bời, mất hết mặt mũi. Nay gió đổi chiều, nên để người ngũ hành minh thấy thực lực của liên bang tự do một chút. Lúc này, thành viên hiệp hội Mỹ thần đàn ông ở đây kiếng chân chờ mong chậm chạp tới. Cô gái cầm đầu kia mặc lễ phục thuần màu đen, đeo châu báu lập lòe tỏa sáng, giống như yêu cơ trong đêm tối, tinh linh dưới ánh trăng. Ngũ quan của cô đẹp đến cực hạn, giống như tác phẩm nghệ thuật thượng đế tỉ mỉ tạo hình, dáng người cô nóng bỏng đẹp đẽ, lễ phục thuần màu đen bao bọc thân thể yêu kiều đầy đặn mê người, cái mông no đủ như đào mật, vòng eo là hình chữ S mảnh khảnh, bộ ngực no đủ mà cao ngất làn váy xẻ tà lộ ra đôi chân đẹn màu trắng xứ thân hình là tỷ lệ vàng hoàn mỹ nhất xinh đẹp thành thục nhìn không ra tuổi cô vừa xuất hiện ánh đèn hội trường đều giống như ảm đạm các quý ông quý cô ở đây đều lộ ra vẻ mặt si mê tham lam giống như cô chính là tác phẩm nghệ thuật quý giá nhất trên đời tiếng nuốt nước miếng không ngừng vang lên